Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Em đây ạ. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Trước kia em cũng yêu một người, nhưng mà mỗi lần em quan hệ tình dục với người ta, kiểu là cứ viêm nhiễm, người ta cứ viêm nhiễm, bị như thế nào, phải là cách nào ấy. Tức là bạn bị viêm nhiễm và bạn lây cho người ta hay là thế nào? Thế là em thì coi kiểu bình thường không sao ạ, nhưng mà kiểu là người ta bảo là người ta đi hỏi bác sĩ, mỗi lần em quan hệ 3 lần người ta cứ viêm nhiễm, kiểu người ta đấy, người ta bảo tại em viêm nhiễm, người ta đi hỏi thế. Rồi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi, đã lấy vợ chưa? Em lấy vợ hai con rồi, em lấy vợ lâu rồi. Thế vợ thì có bị bệnh không? Vợ nhà em thỉnh thoảng nữa, một vài ngày, nhưng mà em quan hệ em bị viêm nhiễm. Tức là có quan hệ với vợ và vợ cũng bị viêm nhiễm, thế xong là quan hệ với cái cô gái ngoài luồng kia thì cũng cô ta cứ bảo là viêm nhiễm, đúng không? Vâng. Thì ngoài cái cô gái, bạn còn quan hệ thêm với ai nữa không? Không, em chỉ với cô gái thôi. Vâng, quan hệ với mỗi vợ với cả cái cô ấy thôi, đúng không? Vâng. Trước kia em cũng đi chơi, em cũng bị gọi là bệnh, bệnh kia thì em chưa khỏi rồi, chưa được bao năm nay rồi. Khỏi bệnh gì? Bệnh như kiểu là sùi màu gà ấy, mà em chưa khỏi rồi. Rồi, lậu giang mai sùi màu gà, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em chưa khỏi, em cũng ngoài đây, cách đây khoảng 1 năm rồi. Thì cái cô kia thì cô ta bị bệnh gì biết không? Hay là chỉ bảo viêm nhiễm chung chung thế thôi? Cô chỉ bảo là tại em đi em lần nào cô bị viêm nhiễm thế thôi. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem có cái cách nào khắc phục được không nhá. Vâng ạ. Ô, tôi chào bạn. Em chào chị ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 38 rồi. Thế à? Ừ. Mình có bao giờ nghĩ rằng là mình là người có cái quan hệ tình dục nó hơi không kiểm soát không? Tại vì em thì em có thể một đêm em được 2-3 cái được, nhưng mà mỗi lần em quan hệ với cô đấy, cô ấy cứ bảo là thần kinh nhất tại em, rồi là bệnh lý làm sao, em bảo không bệnh gì đâu, tại vì vợ em trước kia quan hệ thì lâu lâu quan hệ cũng bị vợ cũng thế thì nhẹ. Mình là người có cái quan hệ tình dục rất là phức tạp. Vâng. Bản thân thì cũng đã từng có tiền sử mắc bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Đúng rồi. Vậy mà bây giờ thì chị nghĩ rằng là có lẽ mình phải xem lại cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Mình nếu mình cứ quan hệ tình dục như thế này ấy, thì cũng chưa biết là đến lúc nào đó mình không biết mình là sẽ là nguyên nhân hay sẽ là cái người mà mình bị lây bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Thứ nhất là em quan hệ tình dục với cô gái kia ấy, thì em không biết cái cô vợ của em này, kể cả cô bạn gái của em là những cái người tiền sử quan hệ tình dục của họ như thế nào, họ có quan hệ tình dục với ai khác ngoài em không? Và khi em quan hệ tình dục, chị cứ nói là em quan hệ với 3 người thôi nhá, thì cái nguy cơ mà em có thể làm lây bệnh cho họ và ngược lại em có thể lây bệnh từ họ đều có thể xảy ra. Và em thì nó mới, tại vì giờ này nó mới bị, còn trước kia em mấy nhau nó 2 năm rồi, có làm sao đâu, tại vì lần đầu em đi em mới bị thì nó xong cái thế về nhà nó mỗi lần quan hệ nghĩ là vợ viêm nhiễm bình thường, không phải là ngày hôm nay mấy lần đấy, có thể bạn em bị như thế, tại vì thế thì em mới hỏi chương trình xem bệnh em hay bệnh bạn kia. Em hỏi thế là đúng. Và việc quan trọng đầu tiên bây giờ là bản thân em phải đi kiểm tra lại. Nhá. Mình sẽ đến chuyên khoa da liễu ấy. Mình kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra lại cái sùi màu gà của mình, xem nó có bị tái phát hay không. Thứ hai nữa là phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình, để xem ngoài cái sùi màu gà mình có cái gì khác nữa hay không nhá. Và đặc biệt là trong cái quan hệ tình dục, chị vẫn muốn khuyến cáo với em là rất phải kiểm soát cái quan hệ tình dục của mình, đặc biệt những cái quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, bởi vì bản thân em cũng không biết được cái cô bạn gái kia là người như thế nào, có đúng không? Vì vậy trong thời gian này, trước mắt này, em nên cố gắng là điều chỉnh lại cái hành vi quan hệ tình dục của mình và đi kiểm tra sức khỏe của chính bản thân mình đi nhé. Em hạn chế rồi, tại vì một lần thì quan hệ người ta cứ kêu một lần nhưng nhất em hạn chế là không. Đúng rồi. Cô đấy rồi. Em được tạm thời tạm dừng, em không chơi nữa. Đúng. Nó vừa cả về mặt sức khỏe, vừa cả về mặt đạo đức, vừa cả về mặt gia đình, rất nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng tới em trong cái mối quan hệ đấy. Cô ấy bảo với em là em không có ai, em chỉ có một chồng trước kia của em ấy. Cô ấy yêu thằng bố cô ấy 6 năm nhưng cô ấy sẽ chia tay với em là người thứ hai. Cô bảo không có, em không có bệnh gì cả, nhưng em không tin, là vì em biết là tại ai em không biết được. Đúng em rồi. Tình trạng này khuyên thế này. Đúng rồi. Chị cũng không phán xét cái mối quan hệ của em. Tuy nhiên thì cái việc mà nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của em là đã có. Chính vì vậy mà thứ nhất là em nên đi kiểm tra sức khỏe của chính mình nhé. Kiểm tra lại xem là sùi màu gà nó có tái phát hay không. Bởi vì bản thân sùi màu gà nó là bệnh có tái phát, chứ không phải là mắc một lần rồi có miễn dịch vĩnh viễn. Thứ hai nữa là ngoài cái sùi màu gà xem mình có mắc cái bệnh gì không, đặc biệt là những cái bệnh mà liên quan tới cơ quan sinh dục của mình.
Thế và trong quá trình đó thì điều chỉnh lại các cái mối quan hệ, và nếu có quan hệ tình dục mấy vợ thì phải dùng bao cao su ngay từ đầu, không quan hệ trực tiếp để cho cái dịch sinh dục của vợ cũng như là dịch sinh dục của mình nó tiếp xúc với nhau. Thế và trong cái quá trình như vậy thì cũng nếu được thì có thể nói vợ cũng nên đi kiểm tra nhá, đi khám phụ khoa để xem vợ có bị làm sao không. Còn nếu tốt nhất là bạn gái cũng thế, đi khám và cần thiết thì khám ở những cái cơ sở mà người ta có xét nghiệm các cái dịch sinh dục ấy. Cái cách đây chắc phải tới chục năm mà em bị, em cứ ở Hải Dương ấy. Ừ. Thì em nên nó đi, em bị gọi là nó ngứa với chảy mủ ấy, em cứ một thời gian nó khỏi mà xong rồi thôi. Thế từ đấy thôi, thì giờ này em thấy em không ngứa gì cả, thì sao cứ muốn là con em bạn gái là bạn gái cứ kiểu đúng là rồi đấy. Tại vì có thể mình là người lành mang trùng, tức là mình có thể có nguyên nhân nhưng mà mình không có cái biểu hiện lâm sàng, cho nên là mình không thấy có triệu chứng gì bất thường, nhưng mình lại là người lành mang trùng, tức là mình có cái trong cơ quan sinh dục của mình nó có cái virus hoặc là cái vi khuẩn đó, thì nó cũng có thể làm lây bệnh cho người khác nhá. Thế em đi kiểm tra đi, em có thể đến phụ sản cũng được, hoặc là tốt nhất là riêng bản thân em thì em nên đến các bệnh viện da liễu. Da liễu rồi. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chào bạn nhé. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, Thanh Hóa đâu ạ? Dạ. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ, vâng. Anh ơi. Rồi. Tôi ở Thanh Hóa mà tôi có một việc muốn nhờ chuyên gia giúp đỡ. Vâng, thế này này. Tôi là có cậu em trai. Vâng. Là năm nay là sinh năm 70. Dạ. Vâng, thì bị tâm thần. Vâng. Nên là vợ là bỏ đi. Rồi. Bỏ đi mấy năm nay rồi. Dạ. Vâng, mà gia đình muốn là làm cái thủ tục ly hôn, bởi vì con trai đầu của cậu á là cũng là muốn ly hôn. Ông vì là vợ là bỏ đi là do là vỡ nợ. Rồi. Vâng, ở nhà là cứ vay tiền lung tung rồi đi, kể cả vay tiền của xã hội đen. Rồi. Nên là người ta đến người ta đòi nợ, cho nên là bỏ đi. Rồi. Mấy năm nay là không biết tung tích. Rồi. Vâng. Thì có con không? Con đấy, con có hai người con. Con trai đầu là, đây là do ông bà nuôi cả. Rồi. Ông bà nuôi, con trai đầu đã học xong đại học. À. Trai thứ hai đã học lớp 8. Rồi. Vâng. Mà con trai đầu thì cũng muốn là cho ly hôn, vì là sợ sau này rồi mẹ lại về rồi liên quan đến nhiều vấn đề. Rồi. Vâng, cho nên là con trai đầu cũng muốn ly hôn. Nên là tôi muốn hỏi là cái thủ tục ly hôn như thế nào ạ? Rồi, thế nhưng mà chị bảo là em trai chị, tức là bố hai đứa, ý là bị thần kinh à? Vâng ạ, bị tâm thần ạ. Bị tâm thần, thế có minh mẫn không? Không ạ. Không minh mẫn thì ly hôn kiểu gì? Thì đó thì tôi muốn xem là có ly hôn được không á. Thế hồi trước ký giấy kết hôn thì ông ký được không? Ngày trước thì là cũng ký được, hồi mà mới lấy vẫn đang còn minh mẫn, chuẩn bị nhưng mà vẫn ký được. Rồi, nhưng bây giờ thì có bình thường không? Không ạ, bây giờ thì lại không biết cái gì đâu. Không biết một cái gì? Vâng, cũng là nói là đồng ý thôi, mình cứ hỏi là nói là đồng ý nhưng mà cũng không biết. Thế có nhận ra con cháu anh chị em bố mẹ không? Có. À, thì cũng biết, nhưng mà thế thì ai nuôi ông ý? Hay là ông tự đi làm? Bà nội. Cũng không tự nuôi được bản thân? Không. Có ngây ngây ngô ngô, có đập phá không? Ừ, có, nhiều lúc bỏ đi rồi, nhiều lúc hung lên rồi đập phá linh tinh. Với cái trường hợp này thì tôi cũng chẳng biết là có ly hôn được không, mà ly hôn kiểu gì. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Chào chị. Dạ vâng ạ. Thật ra thì cái việc mà bây giờ ly hôn cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều lắm. Ít nhất thì mình cũng phải thấy rằng cái cô em dâu của chị ấy cũng là một người phụ nữ thiệt thòi đi. Lấy em trai mình rồi cũng không có hạnh phúc, bất đắc dĩ lắm thì mới bỏ đi. Chứ còn bây giờ chị cũng ngót 50 tuổi, anh em mình cũng 50 rồi đúng không? Tuổi này là cái tuổi mà sắp lên ông lên bà rồi, không ai muốn phải lang bạt kỳ hồ như thế này đâu. Chẳng qua hoàn cảnh nó đưa đẩy lấy về chồng, chồng thì nó cứ như thế xong rồi vân vân. Thế thì mình làm một cái việc này đi, là bảo con trai của anh ấy cũng lớn rồi, cháu học đại học rồi. Vâng. Là suy nghĩ và cũng thương mẹ. Cháu có thông báo trên loa, trên đài, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm mẹ, bảo mẹ quay trở về, nợ nần đến đâu cùng chung vai gánh sức trả.
Thế chứ không lẽ là để cho ngồi nhỡ đầu gấu nó bắt được mẹ rồi không trả nợ thì đấy là tịch thu nhà, chứ hiện nay là chưa ly dị nhau mà, cho nên là nhà của vợ là của chồng, chồng vợ mà nợ thì người ta hoàn toàn có thể siết nợ nhà của ông chồng, đúng không? Chị nói thật với chuyên gia là nhà là ông bà làm cho thôi, chứ còn mở về thì cũng không làm được cái gì cả. Dạ. Mà lại cứ đi đỏ. Nãy bảo sổ đỏ sổ đen đấy, đặt sổ đỏ đấy thì là sổ đỏ nhà mình nó có liên quan không? Không ạ. Vay nợ thôi đúng không, chứ không phải đặt sổ đúng không? Vâng. Ừ. Mình thì thực ra cũng một phần gì đấy mình thông cảm với cái cô chị của cô em dâu ấy. Thế rồi mình nhắc nhở các cháu thôi, mình là bác, bố cháu thì đã dạy rồi thì bây giờ khuyên thôi, con làm sao đấy, con tìm mọi cách con bảo mẹ con về nợ nần bao nhiêu rồi chuẩn bị được tới đây thì cháu nó còn lấy vợ. Rồi cái bà mà bỏ đi còn làm bà nội về còn đám cưới con trai rồi còn bế cháu chứ. Thế thì cũng không phải một năm hai năm gì, cũng sống với nhau hai mươi mấy năm rồi, cháu lớn ở phần đấy cả rồi. Ly dị bây giờ không giải quyết được vấn đề gì. Cái việc thứ hai nữa là chỉ có hai người có thể viết được đơn ly hôn, một là người chồng, hai là người vợ. Không có bất cứ một người thứ ba nào được quyền ép hay đẩy hay xô người khác viết đơn ly hôn. Nếu chị viết thay là chị vi phạm pháp luật, mà con trai viết thay cũng việc không có người nào. Thế nhưng mà anh chồng thì đang là như trường hợp chị kể đấy, là gọi là không đủ hành vi dân sự đó. Vâng. Nếu mà người ta nói là đúng là anh ấy là đi chữa bệnh, hay người ta nói là dạng là bệnh tâm thần đấy. Vâng. Không đủ hành vi thì anh cũng không thể viết đơn được. Cho nên trong trường hợp này là thực sự là khó. Và giá như mà bây giờ hai anh chị nó có vài tỷ chia tay nhau để còn giải quyết vấn đề là tài sản rồi là nhiều vấn đề khác thì cũng cố sẽ đi hỏi luật sư, người ta sẽ hướng dẫn cho cái cách mà nó phù hợp. Nhưng trong hoàn cảnh nhà mình thì tôi nghĩ rằng là ai cũng đều khổ cả. Ông bệnh cũng không sung sướng gì, cô vợ cũng chả sung sướng gì. Các cháu bây giờ mà có muốn bố mẹ bỏ nhau thật ra cũng bất đắc dĩ, chứ nó cũng chẳng sung sướng gì. Mẹ nó bây giờ cũng phải chẳng biết ở đâu, vân vân. Thế thì gọi nhau về mà bảo nhau mà làm mà ăn công nợ giả dần, thế rồi còn có trách nhiệm với nhau. Mai kia các cháu nó lớn ấy mà, nó có gia đình rồi, nó lo vợ nó con của nó, cô em dâu ấy sẽ là cái người mà là cái chỗ dựa cho ông chồng đấy. Bây giờ thì còn 50 tuổi còn có người nọ người kia, chứ lúc mà nó hết người theo rồi thì cũng về nhà mà nương tựa ở nhà chứ. Mà chị thì chẳng thể nào, ông bà cũng thế, không thể nào lo cho cái cậu sinh năm 70 mãi được. Dạ. Thế thì cũng phải đẩy đây cho cô, tạo con đường, mở đường cho cô về để cô còn trông coi cái chồng cô sau này, rồi làm chỗ dựa cho các cháu nữa. Mình là chị gái cũng như là bố mẹ không thể mãi mãi chăm cậu được nhá. Mình cố gắng vun vén lôi về đi, đành rằng là tức thật. Nhưng mà mẹ phải hiểu rằng là bây giờ mình cứ ngồi tức là đấy, 40 mấy tuổi đầu cặp hết với người nọ, cặp với người kia, nhưng mình cứ thử hỏi rằng là chị có sung sướng gì không. Nếu mà ra ông chồng tử tế thì ai ta cặp làm gì. Đây là người ta thôi thì một là cái số, hai là không biết làm sao mà đưa đẩy để hai người này đến với nhau, rồi lại bệnh thật như thế đấy. Mình thấy rằng là bây giờ 50 tuổi rồi mà vẫn còn bố mẹ phải nuôi, rồi lại còn không làm chủ được bản thân, lại còn có những hành vi đập phá, thỉnh thoảng bỏ đi lang thang, thì cứ cô vợ nào đủ nhân hậu để mà cứ ở mãi với ông chồng như thế. Chứ mình thương cô em dâu và vun vén cho các cháu đi nhá. Dạ, rồi chị đã nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng. Chúc cảm ơn đình chị ổn thỏa nhá. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Em hỏi là vợ chồng em ạ. Vâng. Với nhau được 8-9 năm. Vâng. Không có con, sau này đi cấy được một cháu gái. Rồi. 21 tuổi. Rồi. Nhưng mà vợ em thì nó suốt ngày nào nó chửi bới, rồi chửi bới ông bà, rồi chửi bới em, rồi quá quát lóc quát thôi mà em không xử lý thế nào được. Bây giờ là cứ ngày nào cũng cấy gọi nhau, em thấy buồn lắm, không biết làm sao. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em
39 tuổi ạ. 39 tuổi, thế vợ bao nhiêu tuổi? 35 tuổi ạ. Thế làm sao mà phải đi hỗ trợ sinh sản? Ý là bệnh gì? Hai vợ chồng em không có con, số sau đó đã Hà Nội cấy, mới được một cháu gái. Cấy bằng cách nào đấy? Ý là cấy, ý là em không có tinh trùng mà vợ trứng yếu nên sinh phôi, mới cấy được một cháu gái. À, tóm lại là trứng là cũng xin người khác, tinh trùng cũng xin người khác, bởi vì cả hai vợ chồng là đều không có khả năng thụ thai được, đúng không? Vâng. Sau vụ ý về thì vợ hay cằn nhằn hay cãi nhau à? Hay đánh chó đuổi mèo à? Nói chung là chửi lung tung. Hay là có biểu hiện của thần kinh? Cũng không phải biểu hiện thần kinh mà em không hiểu. Trước khi chưa có con thì có như thế không? Vợ em thì tính là hay nóng tính mà nó cứ như kiểu là nó tức lên nó chửi cho thấy ai. Tức là từ trước nay vẫn thế. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, anh chào. Rồi. Em ơi, mình đang sống hai vợ chồng với cháu với ông bà hả? Vâng ạ. Cuộc sống kinh tế có khá là có khó khăn không? Kinh tế thì cũng khó khăn anh ạ. Em làm có làm gì không? Em đi làm, trước em làm cơ khí, rồi sau bây giờ em đi vào làm về ra. À, tôi cũng làm công ty đúng không? Tức là vâng. Cũng đi suốt, xong rồi làm ca, rồi tháng được 7-9 triệu không? Không được anh ạ. Nói chung là mấy năm em ở Hà Nội đi cấy rồi cũng không làm được gì cả. À đấy. Nên cũng phải mượn nhiều rồi cũng đã tốn tiền cũng rồi xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì đi làm như vậy. Vợ ở nhà. À thế vợ con là mới đưa chưa được một năm đúng không? Được một năm đây. À được một năm. Thế và vợ thì trước đây cũng không làm gì và cho đến bây giờ thì nhân cái việc là đẻ con thì cũng không làm gì nữa. Vợ trước đây cũng đi làm ở trong công ty ấy. À. Thế bây giờ có định là khi nào đấy thì đi làm lại không? Em không biết nữa. Ôi, phải bàn nhau chứ, chẳng hạn như là thôi con nó độ một tuổi rồi thì để ở nhà với ông bà, mình đi làm công ty ở cái công ty gần gần để mà sáng đi tối về, làm ở trên nó cách nhà để đủ để có thể đi xe máy thôi, không có đi tỉnh khác. Thế thì không, bởi vì thế này này, anh thì anh nghe là không ai cho được cháu là bởi vì ông bà thì già yếu 80 tuổi rồi không trông cháu. Ồ đấy. Thật ra này, ban nãy anh Văn anh cứ nói vui hỏi là có phải cô ấy thần kinh không, nhưng mà anh thì anh nhìn thấy cảnh cũng khổ. Một cô gái mới có 35 tuổi, lấy chồng thì nói không hẳn là bất hạnh nhưng mà nó cũng chẳng vui vẻ gì. Chày chật 10 năm chả có con, rồi cuối cùng cả hai bên cũng đều không có. Người thì chả có tinh trùng, người thì không trứng, còn đi nhặt, đi nhạnh, đi cấy, đi xin. Thế rồi nuôi được đứa, đẻ được đứa con. Xong bây giờ thì có mỗi một ông chồng đi làm tháng lại được vài triệu bạc, lại một gánh nặng, 5 con người. Cứ nhìn cái cảnh ấy thôi nó cũng đã muốn mệt lắm rồi, đúng không? Thế cho nên là nếu như cô mà có những lúc mà cô cứ điên lên cô ấy, thực ra người nó không được thỏa mãn thì nó cáu gắt, nó bực bội thôi. Tiền thì không có, ông bà thì lẩm cẩm, chồng thì chẳng phải sáng giá để kiếm được nhiều tiền, cũng chỉ đi làm công ty, mình thì đã lại nuôi con nhỏ. Thế xong rồi ngày cũng chả làm gì, đồng ra đồng vào nó không có. Tất cả những cái đấy nó tác động đến khiến cho một con người nó căng thẳng, đấy gọi là áp lực cuộc sống mà em. Cho nên là, cho nên trước hết là em phải thông cảm với cô ấy đã này. Ví dụ như cô ấy có bực con văng một câu thì thôi, ôi em ơi, thì đừng nói vừa, ông sợ ông bà thế nọ thế kia. Chỉ nhắc là đừng có làm tổn thương đến ông bà già rồi, bây giờ cô ấy cứ chửi bới ngược đãi ông bà là cái điều ấy không thể được. Thế còn thì điên quá mà có chửi chó mắng mèo đá thúng đụng đia thì cũng cho cô ấy thoải mái một tí, bởi vì cũng chỉ là do nó bức xúc ở trong người và nó thoát ra. Nhưng mà cái thứ hai nữa chính là vợ chồng phải bàn bạc nhau, mình phải thay đổi lại cuộc sống để cho nó cải thiện lên, nó khá lên ấy. Thì người ta sẽ vui vẻ khi mà gì, vợ chồng cùng khỏe mạnh, cùng đi làm từ sáng đến tối, tháng tháng hai người cùng có lương, rồi kinh tế nó không đến nỗi quá khó khăn, con thì khỏe mạnh, vân vân. Mình cũng có thể bàn ông bà nội mà già quá thì mình thử xem là gửi nhà trẻ gần ở trong thôn, nhà trẻ công ấy, các cô trong thôn trong xã ấy, tháng chỉ có mấy trăm tiền ăn thôi, còn thì học phí nó công lập mà nó rẻ. Thế thay vì là bà vợ ở nhà trông con thì cô ấy không làm ra một tháng 8 triệu, đây chỉ gửi mất độ hơn triệu bạc tiền gửi con thì mà đi làm ấy, con người ta nó được giải tỏa tinh thần, nó khuây khỏa, nó được giao lưu với bạn với bè, nó có người nọ người kia, nó không bí bách.
suốt bao nhiêu năm nằm viện hết ở trong Nam ngoài Bắc, xong lại đi cấy cấy, xong lại nằm lại đẻ. Thì nghĩa là sau 7 năm nay cô chỉ luẩn quẩn với cái việc là tìm cách nào để có được đứa con. Cho nên là nó bí lắm đấy. Anh nghĩ rằng là việc đầu tiên thì thông cảm. Thế nhưng việc thứ hai là hai vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau. Anh rất là biết. Em cũng khổ, mà anh thì thật ra nhiều đêm cũng chả ngủ được. Trời bắt tội chúng ta. Thôi bây giờ thế này nhá. Để dự định rằng là ngoài Tết, ngoài riêng con gì, ngày xưa nhiều cô cán bộ nhà nước ấy, con đi nghỉ, người ta chỉ được nghỉ làm có 3 tháng, 4 tháng, xong rồi người ta phải đi gửi nhà trẻ cai sữa từ lúc mà 5 tháng ấy, cô đi làm mà bầu sữa còn căng, cô còn đau đớn, người ta cũng còn phải vượt qua khó khăn được. Mình đã hoàn cảnh như thế này, ở nhà ôm con một năm, hơn một năm làm gì, thế nên gửi trẻ đi nhá. Thế xong rồi hai vợ chồng đi làm đi, mỗi người một công ty cũng được, mà cùng công ty cũng được. Vừa vui vẻ, vừa khuây khỏa, vừa có tăng thu nhập, ít va chạm lẫn nhau. Cứ ở nhà nhiều, cứ nhìn thấy nhau là nó khó chịu. Tiền thì không có thì nó sẽ sinh ra cắn cấu. Nên thì việc là vấn đề cơ bản nhất là cải thiện cái cuộc sống tinh thần cũng như là đời sống kinh tế của vợ chồng. Thì rồi dần dần nó sẽ cải thiện đi. Em phải nhớ rằng ông bà ngày một già, còn già nữa ấy. Đến lúc còn lẩm cẩm ăn ở chỗ, rồi vệ sinh không chủ động được ấy, còn vất vả nữa. Cho nên bây giờ mình phải xác định tinh thần dần đi nhá. Chứ không là một mình em là em cũng là lao động chính mà lại cứ bị về nhà là vợ chút giận lên đầu nữa, rồi mình cũng lại phát điên phát dồ, nên còn làm ăn làm sao. Nhá em nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng. Chúc bạn có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhá. Chào bạn. Xin chào bạn trẻ gọi điện từ Tuyên Quang. Vâng, em xin chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì nhỉ? Vâng, chị ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình ạ. Đó là em trước đây, em vừa mới ra trường năm vừa rồi đấy ạ. Em học năm nay em 19 tuổi ạ. Vâng. Thì trong thời gian học cấp 3 thì thực sự có một thầy giáo rất là quý em ấy. Thì thầy đấy thì cũng lập gia đình được 2 năm rồi ạ. Hiện nay thì bạn học ở đâu rồi? Dạ, em vừa mới ra trường, em vừa thi đại học xong ạ. À, bạn ra trường vừa đi thi đại học xong đúng không? Thế còn thầy giáo là thầy giáo dạy cấp 3. Vâng ạ. Vâng. Chuyên gia tâm lọc Linh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện với bạn nhé. Xin mời anh. Chào em. Em chào anh ạ. Em ơi, thầy hơn em nhiều tuổi không? Dạ, thầy hơn em 11 tuổi ạ. 11 tuổi, em có đến nhà thầy chơi, có biết hoàn cảnh vợ chồng của thầy, con cái thầy, hay là tất cả những thứ mà vợ chồng thầy không hạnh phúc, rồi con thầy thế nọ thế kia là do thầy kể? Dạ không, em cũng biết ạ, thì vợ chồng thầy ở tập thể ạ. Thì em cũng biết rất là rõ về tính cách hay là về gia đình thầy hay con cái thầy, kể em cũng đến chơi nhà thầy rồi rất là nhiều lần rồi ạ. Thầy bày tỏ tình cảm với em khi em còn đang học ở trong trường hả? Vâng ạ, khi em học lớp 12 ạ. Mối quan hệ đã đến cái tầm cao nào rồi? Dạ thì em có nghĩa là em cũng nhận lời tình cảm của anh ấy rồi ạ. Bây giờ anh ấy nói rằng là chờ con anh ấy được 2 tuổi rồi anh ấy ly dị vợ ấy ạ. Thì em muốn hỏi là anh ấy hay nói là vợ chồng không hạnh phúc, rồi vợ anh ấy đối xử, có nghĩa là đối nhân xử thế ạ. Có nghĩa là vợ anh không tốt ấy. Thì em chỉ e ngại rằng ví dụ sau này vợ anh ấy có thay đổi thì anh có chia tay với vợ để đến với em không ấy ạ. Thứ nhất là vợ chồng nhà nào cũng có vấn đề. Nếu bây giờ cứ đi hỏi 100 đôi vợ chồng để mà nói thật lòng rằng là có hài lòng hay mỹ mãn hay là toại nguyện hoàn toàn với cái người vợ, người chồng của mình hay không, thì thế nào ai cũng nói rằng là chưa thật sự hài lòng. Tuy nhiên không phải như vậy là người ta sẽ chia tay nhau, bỏ nhau. Nếu yêu nhau mà thấy không hài lòng, sẵn sàng chia tay. Thế còn thì đã thành vợ, thành chồng rồi. Lúc buồn quá, có những lúc thất vọng về người vợ, mong muốn người vợ của mình dịu dàng hơn nữa, rồi thế này thế khác, thì người ta chỉ muốn là đập tung phá bỏ đi để mà thay đổi. Tuy nhiên thì nói một điều rằng là đàn ông rất lười trong cái việc mà phá bỏ để xây lại. Có thể một lúc nào đó trong lòng anh ấy cũng cái điều anh ấy nói có thể là hoàn toàn thật, nhưng mà không dễ đâu. Em thi đại học thế nào? Kết quả biết chưa? Kết quả điểm thì em biết rồi ạ, nhưng mà em chắc là em nghĩ là trượt ạ, thì em Thế này này, lúc này cũng là lúc mà khó có thể để quyết định ngay rằng là em phải tiến xa hay không. Bởi vì phía trước mình còn một cái đoạn đường dài dài là mình cũng cần phải lo cho mình, đúng không? Nếu không đỗ đại học thì em có thể cân nhắc hoặc là thi năm sau, hoặc là học cao đẳng của tỉnh cũng là một cái hướng đi.
đôi ba năm học ở trong trường cao đẳng sẽ là cái thời gian cho em suy nghĩ, đồng thời cũng là cái thời gian để mình thử thách tình cảm. Bởi vì em cũng vừa mới là cô học trò ra, mình cũng chưa ra đời nhiều, lại gặp một cái người vừa là người thầy đã có một chút kính trọng ở trong lòng, lại thấy thương cảm với hoàn cảnh của thầy, và thầy cũng lại chia sẻ với mình nhiều, thành ra cũng có cái tình cảm nhất định, đúng không? Nếu bây giờ từ chối phát một cái cũng khó cả cho em chứ không phải cho thầy. Thế rồi hoặc là nếu mà bây giờ em lại bảo là hứa là kiên trì nhất thiết là phải chờ đợi chẳng hạn, thì cũng chưa biết đâu, bởi vì thời gian thay đổi, có thể bản thân mình cũng thay đổi. Và trường biết đâu em lại gặp một anh nào đó, tình yêu sẽ đánh đoang một cái, em mới thấy rằng đấy mới là tình yêu. Còn bây giờ em cảm thấy em có tình cảm thật sự với anh ấy. Rồi, ai cũng nói thế cả. Lúc mà gặp một người đang yêu mến thì nghĩ rằng người này là người duy nhất, và không có người này thì có thể mình sống chẳng có ý nghĩa gì nữa cơ. Thế nhưng mà tất cả các thứ đó đều có thể thay đổi. Thế thì em duy trì cái mối quan hệ vừa phải, đặc biệt là không tác động để cho cái mối quan hệ của gia đình nhà thầy xấu thêm. Không hứa hẹn hay là xui rằng thế thì anh phải bỏ vợ đi thì em mới yêu chẳng hạn, gây sức ép như thế cũng không tốt, đúng không? Và cũng đặc biệt là thế này, giữ gìn cả cái mối quan hệ cũng như là bản thân mình, bởi vì cũng không biết như thế nào được, luôn luôn phải nhớ rằng là thầy ở trên bục giảng, nhưng mà ở ngoài đời thầy là một người đàn ông, có thể là người ta là hết sức bình thường, cho nên là mình đừng để mà nó hơi quá đà một tí, đúng không? Dù là cảm xúc rất là nhiều, vì nếu như thực sự mà nếu như nói rằng là cái duyên trời xe chẳng hạn, anh ấy đi bước đầu là cái bước lỡ rồi, anh ấy có thể quay lại và mình với anh cũng sẽ có sau này sẽ có những gắn bó nào đó chẳng hạn, thì thời gian cũng còn rất dài, mình cũng đừng quá vội vàng, đúng không? Và phải nhớ rằng rất có thể những cái điều em suy nghĩ hôm nay nó sẽ thay đổi một thời gian nữa khi em bước vào một cuộc sống mới, thực sự là cuộc đời sinh viên. Chúc là giữ gìn được cái tình cảm trong sáng, đồng thời cũng chuẩn bị hành trang để nhập trường. Vâng, tôi muốn hỏi chuyên gia như này này. Tôi thì ly thân mấy năm nay rồi nhưng mà giờ nhà tôi kiểu là muốn bỏ lại, thì tôi nên hỏi chương trình khuyên cho tôi một lời khuyên như nào. Vâng, tức là anh chị đã ly hôn hay là mới ly thân ạ? Ly thân rồi, 10 năm nay rồi. Ly thân 10 năm nay. Bây giờ thì không có ai hỏi ai đến nhau, mà con cái nó cũng không hỏi ai đến, nhưng mà giờ tôi đi giúp việc. Vâng, bây giờ thì anh ấy muốn nối lại đúng không ạ? Vâng, muốn nối lại, nhưng mà con cái thì nó bảo là nếu mà nối lại thì về ông bà hết này đánh chửi nhau, thì con cái nó cũng không muốn, nhưng mà tôi cũng nghĩ ý là tôi cũng không muốn quay lại. Vâng. Chị cũng đang rất là bối rối, không biết làm thế nào được. Vâng, nhưng mà giờ làm về thì ông ốm đau nhá, giờ về thì được đồng nào đi làm được đồng nào, về thì ông ấy nay đi viện mai đi viện dần là hết, thì lúc đó thì già rồi không đi làm được, thì lúc đấy là hai bàn tay trắng mà ở mấy đứa con nào, thì nó lại bố là cái tiền của con bà đâu. Vâng, thế là giờ tôi hiểu rồi, cũng băn khoăn lắm, mà không biết có muốn về mấy chồng hay là đi về nhà ngoại cơ, đang còn như thế. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé, xin mời ạ. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 61 tuổi rồi. Ôi thế à, 61 mà ly thân 10 năm nay. Trước đây ông ấy rượu chè, ông ấy đánh đập thì tôi bỏ đi. Vâng, thế mình thì là đi giúp việc, cứ đi suốt mấy tháng rồi mới về một lần đấy đúng không? Không, nhưng mà đến nhà là ông ấy khủng hố, là ông ấy cầm dao, ông ấy chém như thế, là ông ấy cứ rượu rượu vào, là ông ấy đánh cho này không dám về, không nó chỉ cho ông không đánh chết, nhưng mà ông lại đánh quẹt trên người tay, nó lôi về đồng ngoại nó, thì anh em đồng ngoại thì người ta không chứa được, thì cho nên là giờ này mình đi đi làm ấy, vừa là có tiền nhưng vừa là gọi là lánh nạn đúng không? Vâng. Vâng, để tránh đi thì thoát hiểm đấy ạ. Các con thì nó lớn rồi. Này thôi, cứ nói nhỏ một tí này. Mình có đi làm 10 năm ấy, mình có tích góp được tí tiền là cho cá nhân mình riêng, nhưng mà không? Không bảo mấy con là được có bao nhiêu tiền. Tất nhiên rồi, mình cũng không nên nói. Vì thật ra với cái ông chồng mà cứ rượu chè nghiện ngập như thế rồi đó, ông đó, lại ông bệnh tật, ông ấy không làm ăn gì được. Rồi, mình thứ nhất là cái người mà cũng còn khỏe, có thể cơm nước hầu hạ một tí, hai nữa là bao nhiêu năm mình đi làm chắc cũng ông cũng nhẩm là có tí vốn tí liếng riêng đúng không? Không, thế mà ông đầu tiên là về xin lỗi để nuôi ông đấy, với ông bảo làm sao tưởng mày đi làm đi ăn chắc mà trơn, chứ mày này làm ô xin nô lệ cho người ta, từ nay thì tôi cũng chả xin lỗi mà tôi cũng chẳng về nữa. Rồi, nhưng mà giờ này muốn cho về. Chị có còn dự định đi làm được nữa không, người còn khỏe không?
khỏe lắm, không có bệnh tật gì, 9-15 nhưng mà không có bệnh tật gì. Rồi, thế vâng. Thỉnh thoảng bà có về với các chơi với các cháu không, về nhà vì sợ ông đánh nhưng mà có về với các cháu không? Không, thỉnh thoảng là các cháu nó đến chơi với bà ở chỗ người giúp việc thôi. Ô thế hả, thế cũng được, vâng. Tưởng là mình cắt đứt các mối quan hệ. Thôi mỗi người mỗi cảnh. Của mình thì không phải gọi là sung sướng hạnh phúc gì, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Ít ra thì con cái thì trưởng thành, đã có vợ có chồng đã là cũng là một cái niềm vui của bậc làm cha làm mẹ rồi. Còn cá nhân mình ấy thôi thì cũng gọi là cũng đã từng có chồng, cũng sống với nhau vài chục năm rồi chứ cũng không phải là hơn 20 năm mới bắt đầu ông đánh đập với bỏ đi rồi. Nhưng mà cũng lại còn may là mình rời còn cho sức khỏe. Trời đã cho sức khỏe cho nên là tôi cứ cảm ơn ông trời. Đấy, thế vâng. Thôi, thì trước hết là cứ vui với cái việc là mình hiện nay đang làm, duy trì công việc hiện tại. Nói thế chứ, vâng. Bây giờ trời mưa trời rét thế này, về quê mà cấy mày cày á, lấy đâu đấy. Ai cho tiền mỗi vâng. Tháng 5-6-7 triệu, đúng không? Vâng, nhưng mà đi giúp việc được có 4 triệu thôi, nhưng mà thôi. Nhà người ta có tử tế. Thì đấy, 4 triệu thì mình còn gói ghém cả 4 triệu mình cất đi. Ít cũng thành nhiều nhưng mà cứ ngày lần năm nào cũng để ra được hơn 40 triệu. Giữ lấy nha, đừng có mua vàng mà đút vào lọ cất đi rồi quên chỗ thì chết. Này, thế không thì... nhưng mà con nó có hỏi vay. Nó có đấy nó hỏi vay rồi xong rồi tôi bảo là chưa có cái chuồng chim tôi ở anh Minh Đoàn ạ. À. Vâng. Chả không biết ở đâu cơ. Thôi đúng là đời nó cứ dạy chúng ta đôi khi phải ngẫm lại rằng là tất nhiên là cha mẹ thì chả cho con thì sao, nhưng mà cũng lại cứ không ai thương ta bằng chính cái thân ta. Bây giờ cho các anh các chị vay thì dễ lắm. Có khi để vay để làm gì, để các anh xây nhà to hơn, vay để làm gì, để các anh mua xe máy xịn. Nhưng mà đến lúc mẹ ốm nằm đấy mà bảo là mỗi đứa đóng 5 triệu để mẹ đi viện, nên ban đầu cũng còn đùn đẩy đấy. Cho nên là thứ nhất là nếu mà có điều kiện ấy mà mở được cái tài khoản, thế rồi có một cái thẻ tiết kiệm, thế rồi cứ nói thế chứ cứ mỗi tháng 4 triệu, 10 tháng là 40 triệu thì trừ tiền tiêu vặt linh tinh, thỉnh thoảng Tết nhất về tí quà, tí cáp, tí lễ, tí ngãi, thắp hương tổ tiên thì mình cũng còn được vài chục triệu, mình lại bỏ lọ, bỏ ống, mình giữ gìn lấy. Thế còn thế này, bây giờ cũng chưa cần thiết phải về, các con nó nói đúng đấy. Giá mà bây giờ ông ấy ăn năn hối cải trước, ông ấy đi với gái với cú, nhưng mà bây giờ thì người ta thải loại rồi, ông ấy thấy thương vợ và chịu khó đi làm thì ăn cũng nói rằng thôi bà về với tôi rồi tôi cũng sẽ đi làm chẳng hạn. Rồi ông cũng đi làm, bà cũng đi làm thì sẵn sàng là chấp lại dù sao chăng nữa cũng nghĩa vợ chồng. Thế nhưng mà về đấy, nhìn thấy tương lai rồi, tiền của mình thì moi ra để tiêu sạch. Thế rồi trái ý một tí thì cái người mà đã rượu chè nhiều năm ấy, đầu óc nó cũng có vấn đề, bị ảnh hưởng thần kinh, thần kiếp mà. Này, nói thật với anh Minh Đoàn chứ có hai cô con dâu cùng bỏ đi, chạy đi hết rồi, ông chửi cho chạy đi hết rồi. Vâng, thế cho nên là thôi, giữ lấy thân, không ai thương mình bằng thân mình, cứ đi làm, đi chơi cho khỏe, ngày nào làm ngày ấy. Đôi khi người ngoài mà mình sống tử tế mà, người ta được người ta báo đáp lại, có khi còn hơn người thân ruột thịt. Nhưng mà nói thật với anh Minh Đoàn nhá, nhiều người người ta cũng bảo là thôi đi về cắt đất cái thằng ấy đi rồi lấy anh, nhưng mà... Thôi, giữ gìn sức khỏe, chịu khó đi làm, đi ăn, có tiền thì giữ lo cho bản thân, rồi mình sống tốt với lại các gia đình nhà chủ thì người ta cũng sẽ coi như người nhà ấy. Thế còn thì sau này già một chút nữa tính sao thật, như các con nó nói đấy. Lúc ấy thì chẳng hạn như ông ấy là con già quá rồi, ông ốm, ông nằm ngáp ngáp thì thôi thì các con cũng túng vào. Mình mới lần về chứ còn giá mình không lần về, nó đánh cho à thì rồi thì bắt đầu khó nhỉ. Vâng, rất là tiếc. Giá mà chị còn trẻ thì tôi sẽ hướng dẫn chị cách là liên hệ với chính quyền địa phương rồi với Hội Liên hiệp Phụ nữ để mà có thể hỗ trợ, bởi vì chị đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng mà thôi, chị cũng đã tự giải quyết. Vâng, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe và luôn có một cuộc sống bình an chị nhé. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Xin chào thính giả. Xin chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng ạ, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em hỏi về cái cơ quan sinh dục của em ấy, thì nó có cái phần ngứa với nó có cái nổ mụn ấy. Vâng. Thì em muốn hỏi là xem bác sĩ tư vấn xem là mình khắc phục như thế nào và chữa trị như thế nào ạ. Vâng. Và câu hỏi thứ hai là có thể tư vấn cho em thêm là về vấn đề tình yêu, là ví dụ như mà yêu một người mà lớn hơn mình 10 tuổi hoặc là 13 tuổi thì mình có nên tiến tới không ạ? Vâng, hai câu hỏi gửi tới chương trình đúng không ạ? Dạ, bạn chắc là cũng vẫn còn trẻ đúng không? Xin lỗi, dạ, năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 25 ạ. À, 25, chắc là cũng vừa mới học xong, đang đi làm rồi à? À,
Vâng, tại ngày xưa thì em không có đi học, em ở nhà làm nông thôi chị. Vâng. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời. Chị chào em. Vâng, chào chị. Em mới thấy cái hiện tượng ngứa và nổi mụn à? Không, em bị lâu rồi, nhưng mà em cũng đi khám, nhưng mà đi mua thuốc uống thì nó lại đỡ, lại khỏi, nhưng mà xong rồi lại hết thuốc rồi thì nó lại vẫn như ban đầu ấy. Thế đi khám người ta nói em bị làm sao? Người ta bảo là em bị dị ứng ngoài da, nhưng mà không biết là có phải không, nhưng mà em cũng mua thuốc về bôi, vừa bôi vừa uống rồi, nhưng mà uống thuốc thì nó đỡ thật, nhưng mà khi mình uống xong rồi thì mấy ngày hôm sau thì nó lại đỡ. Bởi vậy thì em cũng chưa có vợ con thì nên cũng chưa có quan hệ, nhưng mà không biết là nó tình trạng như này là nó bị vấn đề gì đấy. Mụn là nó như thế nào cơ? Nó giống như cái mụn, nhưng mà nó giống như bỏng bỏng ấy, mình bị bỏng ấy chị. Nó trợt cái da ngoài da ấy á? À, vâng, đúng ạ. Ở cái đoạn nào? Ở đầu dương vật hay là ở cái đầu, thân? Đầu dương vật ạ. Vâng, ở đầu dương vật. Vâng. À, thế à? Mà cũng không có quan hệ gì cả. Dạ vâng, nhưng mà không biết là cái tình trạng ấy thì không biết là nó nguy hiểm hay không. Em đi khám ở đâu rồi? Em đi khám ở tỉnh Hà Giang. Khi vào khám có biết là mình khám ở chuyên khoa gì không? Hay là chỉ vào phòng khám xong họ khám rồi họ kê thuốc luôn? Dạ vâng ạ. Thế họ bảo là sợ là dị ứng hả? À, vâng, người ta cứ kêu em là chỉ có dị ứng thôi ạ. À, xong rồi người ta sẽ kê đơn thuốc cho em uống thì về thì nó cũng đỡ đỡ. Nhưng mà thuốc gì em có biết không? À, thuốc thì em cũng không biết, tại bằng tiếng Anh nên em cũng không biết. Thế hả? Thì lần sau không biết là thuốc gì thì mình phải hỏi nhá. Đấy, tức là bác sĩ kê cho mình như thế, nhưng mà mình cũng cần biết để mà thấy rằng là nó có tác dụng hoặc là nó không có tác dụng, để lần sau bác sĩ khác mà hỏi hoặc là đi khám lần sau thì mình còn biết tên để mà mình kể. Nói tóm lại là cái gì đó mình đưa vào trong cơ thể mình thì mình cần phải biết nó là cái gì và nó có tác dụng gì nhá. Rút kinh nghiệm từ lần sau, đặc biệt là thuốc, phải chú ý cái điều đấy. Nó là dị ứng thì bây giờ là dị ứng với gì? Đấy, đấy là một câu hỏi đặt ra. Em chắc là cũng đã mặc quần lót rồi đúng không? Dạ vâng. Thế thì các cái quần lót của em khi mà chọn vải thì nó thường là cốt tông hay là ni lông, em có biết không? Nó là bằng vải vải thường ấy, mỏng ạ. Vâng. Vải mỏng mềm cốt tông. Thì cốt tông thì cũng ít khi mà có cái hiện tượng dị ứng, tuy nhiên rằng là gọi là ít nhưng mà có nghĩa là vẫn cứ có thể gặp. Và nếu nó là như thế thì mình có thể mua cái quần khác để thử thay đi, xem nó còn hiện tượng dị ứng không. Hai là mình xem lại cái nguồn nước ấy mà nơi mình ở ấy, để mà mình vệ sinh cá nhân ấy. Thì vì cái da ở đầu dương vật thì nó cũng khá nhạy cảm và nó mỏng manh và nó cũng rất dễ có phản ứng ấy. Thì thứ hai là do nguồn nước. Em cứ dùng nước máy à? Hay là nước giếng hay nước gì? Nước lọc rồi chị ạ. Tức là em có đun và em lọc rồi. Nước đun sôi rồi để nguội đúng không? Thế là em cũng cẩn thận rồi. Thế và chắc là cũng biết giữ gìn vệ sinh rồi. Em mới đi khám một lần ở bệnh viện thôi à? Lúc đầu em cũng đi khám một lần thôi, còn lần thứ sau thì bác sĩ bảo là nếu mà bị thì mình có thể ra các tiệm thuốc để mua, xong rồi mình về mình tự bôi dùng ấy. Rồi, đi đến nơi đó khám lại thì có khó khăn lắm không? Khó, tại vì em là người dân tộc nên có lúc những cái ví dụ chữ viết thì mình không biết biết kỹ viết rồi, vâng, rất là khó. Vậy thì bây giờ như thế này, mình mới điều trị, mình đi khám rồi, bác sĩ chẩn đoán là mình bị dị ứng và bác sĩ cho đơn thuốc, và khi mà mình dùng đốt thuốc đấy thì có khỏi đúng không? Vâng. Thế và bác sĩ cũng dặn là lần sau nếu mà có hiện tượng này lặp lại thì cứ đi mua thuốc đấy mà dùng. Thì bây giờ có hai khả năng. Một là em nghe lời bác sĩ và em cứ đi mua mà dùng, thử một lần thứ hai xem nó có đỡ không, xem nó biến chuyển như thế nào nhá. Thế và nếu mà lần thứ hai nó lại vẫn cứ không khỏi hẳn thì chắc là phải đi khám luôn để mà có một cái phương án điều trị nào cho nó dứt điểm. Cái thứ hai là ngay từ bây giờ em cũng đi khám lại luôn ấy, để bác sĩ kiểm tra lại xem là cái thuốc đấy thì nó có đáp ứng và có cần phải thay thuốc hoặc thêm thuốc gì không. Thì nó có hai lựa chọn như vậy, thì tùy thuộc vào hoàn cảnh của em, để lâu dài và chữa không dứt điểm nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này, đặc biệt là sức khỏe sinh sản nhá.
Vâng, với lời khuyên của bác sĩ thì tôi tin rằng là bạn yên tâm hơn với sức khỏe của mình nhé. Thế còn câu hỏi về tình cảm của bạn ấy, thì bạn có thể chia sẻ kỹ hơn với anh Đinh Đoàn nhé. Anh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Xin mời ạ. Rồi, chào em. Em xin chào anh Đinh Đoàn. Em là 25 tuổi nhỉ? Vâng. Nhà có đông anh em không? Nhà em chỉ có hai anh em và em là cả. Em còn có đứa em trai út ạ. Từ trước đến giờ mình có nhiều đời người yêu chưa? Tại trước thì em cũng chưa, và em cũng mới quen cái người này, nhưng mà cái người này lớn hơn em tận mười mấy tuổi lận luôn ạ. Vâng. Em 25 thì chị là 37-38 đúng không? 38 hay 40 đấy. Vâng. Ôi trời, 38 hay 40. Chị có chồng chưa? Chưa, chị ấy cũng độc thân. Chưa mấy dài bao giờ vâng. Đúng không? Sinh không? Dạ không ạ. Em có gặp chị chưa? Dạ có gặp rồi, ở cùng thôn ạ. Vâng. Thật sự thì em có cảm xúc với chị không? Thật ra này, nhiều người phụ nữ 37-38 mà người ta vẫn giữ được cái trẻ trung, người lại nhỏ nhắn, xong rồi xinh ơi là xinh, như da trắng như bóc, xong rồi mắt phượng mày ngài á, thì nhiều anh chàng trai 27-28 còn thua xa. Thế nhưng mà không biết rằng là mối quan hệ của em với chị nó đến đâu rồi, có thân nhau lắm không? Chị là người chủ động hay là em tấn công? Tại lúc đầu chị lấy số của em xong rồi làm quen nói chuyện, xong rồi tại nói chuyện cũng lâu, cũng được cả 1-2 năm rồi. Ôi cũng hiện đại nhờ, chị cũng lấy số là gọi điện làm quen. Thế xong hay đi chơi với nhau không? Có, lâu lâu nói chuyện, nhưng mà tại em cũng chưa nói chuyện cho bố mẹ, thì không biết là em ít tuổi quá và người ta lớn tuổi quá, thì không biết là có được hay không, với lại sợ người này nói thế này thế nọ. Đấy, trước hết anh phải nói rằng này, nếu như em là trai chưa vợ, chị là gái chưa chồng mà đồng ý lấy nhau, thì thứ nhất là về mặt luật pháp không có vấn đề gì nha, vì là không tranh cái vợ cướp chồng, không phải là vi phạm bất cứ cái điều luật nào cấm cả. Thế nhưng mà em cũng đã lường trước rồi đấy. Thứ nhất là bố mẹ em, đây là em chưa dám nói còn yêu cái chị này, chị cũng mới 40, thế là mẹ em quát ầm lên, ôi thế thì nó 40, thế thì tao gọi nó bằng chị à, tao mới có 40 hay 50, ví dụ như vậy. Thế rồi là trong bản ngoài làng, là ngay cả bạn bè của em nó cũng kêu là thằng này lại thích ăn gặm cỏ trâu già, thích gặm cỏ non, hay là phi công lái máy bay và già chẳng hạn. Thế thì mình lường trước tất cả những điều ấy. Nếu như tình cảm của em nó quá lớn, mình nhìn thấy ở chị là một người thôi thì mỗi cái tội là tuổi thì hơi cao, nhưng mà khỏe mạnh này, chân chất làm ăn này, thế rồi là cũng độc lập về kinh tế, đặc biệt là một người rất là hiểu biết, ứng xử tốt, có hiếu với bố với mẹ. Nếu hai người mà lấy nhau thì cùng nhau vun vén làm ăn thì cũng rất là tốt chẳng hạn, thì mình phải có cái ý kiến để mình bảo vệ cái trước những cái lời mà nọ kia của mọi người. Ví dụ như bố mẹ nói thế thì mình sẽ dự định mình nói thế nào? Không, con thì cũng biết là chị là lớn hơn con tuổi, nhưng mà chị thế này, chị thế kia. Đấy, nhiều người lấy cô trẻ hơn nhưng mà cuối cùng cũng có hạnh phúc đâu. Thế rồi mình cũng phải lấy được, ví dụ là trong bản của mình đấy, có anh A lấy chị B cũng hơn tuổi, nhưng mà rồi cuối cùng gia đình cũng rất hạnh phúc, ví dụ như vậy. Thế hoặc là với cái bạn bè mà trêu thì mình sẽ có cái ứng xử như thế nào? Thì đấy là cái thứ mà ở phía em. Cái việc thứ hai mà cũng phải nói để em rõ một chút, rằng là mình bây giờ thì mình là trai chưa vợ, mình cô đơn, mình thấy một người phụ nữ mình cũng có thể quý mến, mình lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện tình ái, đúng không? Thời gian đầu lấy nhau thì chắc ok, mọi thứ tốt thôi, không có vấn đề gì. Một chị ngót 40 lấy một anh 25, mình đang sức trai khỏe mạnh, chị 40 thì cũng chưa phải lớn tuổi, rồi cũng nếu kết hôn được thì cũng sinh một vài đứa con. Nhưng em phải nhớ khoảng độ 10 năm nữa là em mới 35 đúng không? Lúc ấy trời ơi, mình đang vạm vỡ khỏe mạnh như là một con trâu rừng ấy. Chị thì chuẩn bị 50 rồi. Em có biết rằng chị sẽ sắp bước vào một tuổi tiền mãn kinh rồi mãn kinh, tức là bước sang cái tuổi mà không còn thanh xuân nữa. Chị sẽ xuống sắc rất là nhanh, sẽ nhăn nheo, sẽ ABC, thậm chí nó có những cái bất hòa trục trặc ở trong cái chuyện quan hệ tình dục vợ chồng. Chắc cái đấy thì em cũng đời dậy với trời dậy, chúng ta cũng đều hiểu cả đúng không? Mà chúng ta lấy nhau thì cũng nên phải tính đến chuyện là nó dài lâu, chứ không phải là
trước mắt thì nếu mà có thể ghép cái đôi này thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đến về lâu dài thì là nó có sự chênh lệch. Mình là con trai đàn ông càng ngày nó lại càng trưởng thành khỏe mạnh lên, chị thì lại càng đi xuống dốc. Mình cứ tưởng tượng như là mình đang một cậu bé mới lớn đang leo dốc ở bên này dốc, chị thì đang ở trên đỉnh dốc rồi, chị chuẩn bị tụt xuống dốc bên kia. Ê, chị mà tụt xuống mà mình không leo được lên đỉnh là cuối cùng mất hút nhau không nhìn thấy đấy. Một cái hình ảnh rất là dễ hiểu đúng không em? Rất là trân trọng cái tình cảm nhưng mà hãy cân nhắc thật kỹ. Về luật pháp thì không vấn đề gì nhưng mà thực sự ra thì có khá nhiều trắc trở ấy mà. Vâng, cảm ơn. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ có một sự lựa chọn tốt đẹp cho tình yêu của mình nhé. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gọi điện cho chúng tôi để tư vấn. Xin được cảm ơn anh Đình Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Đồng Nai. Dạ nha. Vâng. Dạ thì em có một cái vấn đề, là em có quen một người bạn gái á. Vâng. Mà em thấy cổ bệnh hen suyễn á, thì em muốn hỏi là cái đường sinh sản ngõ sau này có ảnh hưởng gì không anh? Cô ta bị hen suyễn đúng không? Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Bạn phát hiện là cô ta bị hen là từ khi nào? Thì cũng là một tháng nay. Một tháng nay bạn mới biết, còn tiền sử bệnh tật của cô ta ra làm sao thì chắc là bạn chưa tìm hiểu đúng không? Dạ. Và bạn đang lo lắng là cái việc hen suyễn như thế nó có ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái sau này hay không? Dạ, đúng rồi. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Ơi, dạ. Chị chào em. Dạ, chào chị. Ừ, thế các em quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Em quen nhau cũng 8 tháng rồi. Cũng 7-8 tháng rồi. Mà mới gần một tháng nay mới biết là cô ta bị hen à? Dạ, từ nhỏ đi làm không rồi, chỉ bình thường thì đến nhà chơi, đi du nhật. Cái thời gian là mình không có ở cạnh nhau nhiều cho nên không biết là cô ta bị hen chứ gì. Hay là hen nó cũng mới xuất hiện gần đây? Qua người bạn đó là cũng lâu rồi kìa. À, thế em đã, tức là về mức độ thân mật ấy, em đã đến nhà cô này ví dụ như là ngồi chơi cả buổi tối hay là đi chơi với nhau, đã có khi nào đi chơi với nhau cả một buổi chưa? Ừ, dạ có luôn chị. Em có thấy cô ta xuất hiện cơn hen không? Dạ không chị. Chị hỏi như thế là bởi vì như này này, cái hen suyễn ấy, nếu mà hen ở mức độ rất là nặng nhá, thì có thể là cái khi mang thai này, rồi là cái khi sinh nở ấy, thì cái đường hô hấp của cô ta là nó có vấn đề thì phải chú ý. Chứ còn bảo hen suyễn mà nó ảnh hưởng đến cái đường sinh sản ấy, để mà ảnh hưởng ví dụ như là đến cái sự rụng trứng này, đến cái sự thụ tinh này, thì nó còn xa vời lắm em ạ. Nhá, nếu nói ảnh hưởng thì có ảnh hưởng là nếu cô ta cứ độ một buổi chiều lại lên cơn hen rút khó thở ấy, thì sức khỏe nó sẽ kém và chắc chắn lúc đấy chăm con nó sẽ kém đi nhá. Chứ còn em đã đi chơi cả một buổi và bản thân em cũng không phát hiện ra cô là bị hen, thì chị nghĩ rằng là cái mức độ hen cũng như là sức khỏe để bị ảnh hưởng bởi hen có lẽ là nó không cao ấy, cho nên em không phát hiện được ra. Vì vậy là cái chuyện lo lắng đến sức khỏe sinh sản thì đúng thôi, nhưng mà trong trường hợp này thì nó cũng còn hơi xa xa. Mình cân nhắc những cái yếu tố khác nữa đi nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng, chúc bạn hạnh phúc. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Anh ơi, em có một số điều băn khoăn như thế này. Em thì năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Vâng. Và em sinh ba cháu, cháu đầu thì là coi như bị bại não, đến cháu thứ hai bình thường và cháu thứ ba cũng bị bại não như thế. Em sinh cháu trai thì đều như thế. Hai vợ chồng thì cũng bình thường, nhưng mà nhiều lúc mà chồng em cứ nghĩ là kiểu có con tại mình nên là coi như tại vợ đấy nên con cái nó yếu đau như thế đấy. Vâng. Em rất băn khoăn thì em muốn hỏi chương trình xem cái này thì là coi như là về bản thân em hay là về bệnh tật của em hay là coi như là như thế nào mà kiểu chỉ con trai bị mắc bệnh như thế. Tóm lại là chị có ba người con đúng không? Có hai người con trai và một người con gái. Người con gái thì sinh ở giữa, hai người con trai thì là hoàn toàn bình thường. Cả người con trai đầu và người con trai út thì là bị bại não đúng không? Vâng ạ. Ngay từ khi mới sinh ra thì bác sĩ có nói tại sao nó bị như thế không? Không ạ. Vì lúc em sinh ra cháu rất bình thường, không biểu hiện bất cứ một cái gì của bệnh bại não cả, nó là một đứa trẻ bình thường không ai phát hiện ra được. Cháu cũng mất thì mà coi như lúc 2 tháng 2 năm ngày thì cháu bị coi như là viêm phế quản cấp đấy, chứ xong rồi từ ngày đấy là bắt đầu cháu cứ như thế, cháu bị bệnh thôi. Cho nên còn cháu thứ hai thì lúc coi như là 3 tháng rưỡi đấy thì lẽ ra những đứa trẻ bình thường đấy thì là
nó sẽ cứng cái cổ, phần cổ của cháu lên. Nhưng mà đây thì tức là cái cổ của cháu nó vẫn yếu như cái đứa mới sinh ấy. Rồi, tôi hiểu rồi. Từ lúc đấy là em phát hiện ra thì em tư vấn thì người ta bảo em là coi như là lên viện nhi trung ương đấy để coi như là kiểm tra. Thì em cũng cho lên đấy kiểm tra từ lúc cháu 5 tháng rưỡi, 6 tháng ấy. Thế cháu thì kiểm tra xong thì em vẫn tập luyện cho cháu như là hồi phục chức năng đấy. Vâng. Thế từ ngày đấy thì em đến bây giờ em vẫn ấy, nhưng mà chồng em thì tức là không hiểu cho mình cái chuyện cái chăm sóc con cái ấy. Mà lúc bảo là ông bảo mình tự mình kiểu bệnh tật này khác phải để cho con như thế. Vâng, đằng nào thì bây giờ việc nó cũng xảy ra như vậy rồi. Thế nhưng mà nếu mà thuận vợ thuận chồng cùng nhau góp sức của mình vào để chăm nuôi hai con thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thế vâng nhưng ạ. Mà cái băn khoăn lớn nhất của chị hiện nay đó chính là không nhận được cái sự chia sẻ của người chồng mà toàn nhận được những lời đay nghiến, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Và bây giờ thì đầu tiên chị Nguyễn Thị Bùi, chuyên gia tâm lý của chương trình, sẽ tâm sự với chị trước nhé. Cảm ơn chị. Chào em. Vâng ạ, em chào chị. Trước hết là chị xin chia sẻ với em về cái hoàn cảnh mà hiện nay em đang phải trải qua. Vâng. Có ba đứa con mà lại hai con trai nó lại bị cái bệnh như thế, rất là buồn đúng không? Và vất vả nữa. Bây giờ là cháu đầu nó bao nhiêu tuổi rồi em nhỉ? Cháu đầu em năm 22, cháu sinh năm 87. À 87, thế thì là 28 vâng, vâng. tuổi. Ừ. Thế cháu thứ ba, cháu trai thứ hai. Cháu thứ ba em sinh năm 2005 chị ạ. Về cái căn bệnh của các cháu ấy mà, thì chị nghĩ là em khi mà đi khám cho các cháu thì mình cũng nên hỏi các bác sĩ để xem là cái điều đấy là nó xuất phát từ đâu. Thì em có hỏi không? Ừ, em thì ngày đấy em không hỏi, em chỉ nghĩ là kiểu bệnh tật của cháu thôi, chứ em cũng không nghĩ là kiểu cái bệnh này nó phát từ đâu ra đấy. Từ đấy đến giờ là em không có cho đi khám và không xin ý kiến về mặt chuyên môn của các bác sĩ à? Chị ơi, em thì chỉ cho cháu đi chữa bệnh ở các nơi thôi, tất cả kiểu viện nhi trung ương mới lại ở chỗ giáo sư Nguyễn Tài Thu, con mình bệnh tật như thế người ta bảo bại lão thì mình cũng ấy. Tức là mình rất tích cực trong việc chữa cho con rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, đấy là những việc rất cần thiết, thật sự là như thế. Vâng ạ. Và phải nói là cả hai vợ chồng em đã rất nỗ lực rồi. Thế nhưng nó có một việc đó là vì sao các cháu nó bị như thế đúng không nào? Thế mình lại không có thông tin. Mà. Ừ, và chính vì thế nó mới xảy ra một cái chuyện là gì? Là chồng thì nghĩ là do vợ và cứ trách móc vợ ở đây nghiến mình và làm cho mình rất mệt mỏi, và bản thân mình thì mình cũng lại không biết rằng thật sự nó là do đâu cả. Cho nên chị nghĩ cái điều rất quan trọng là các em bên cạnh việc mình đi chữa nhá, tức là làm như thế nào đó để các cháu phục hồi chức năng ở mức độ tốt nhất đúng không, thì có một việc mình cần phải được tư vấn bởi các bác sĩ, đó là các cháu bị như thế là do đâu. Bởi vì khi mình có thông tin như vậy từ chính các bác sĩ điều trị ấy, mà nếu bản thân các bác sĩ điều trị mà họ cũng chưa đưa ra được một cái tư vấn chính xác thì họ có thể mách cho em cái nơi mà em cần phải đi thăm khám cho cháu để biết xem là à thật sự cái lý do nó là ở đâu. Làm các cái test rồi là chẩn đoán rồi đi đến một cái đánh giá rất là cụ thể là vấn đề nó như thế nào, thì khi đó em mới có thể là trao đổi cho nó rõ với chồng. Tất nhiên là ngay cả trong trường hợp mà thật sự là do em đi chăng nữa, đúng không? Thì em cũng không mong ở phía chồng một cái chuyện là lại cứ đay nghiến mình, mà rõ ràng đây là nó là một cái sự không may, phải không nào? Và mình cũng muốn là cả hai vợ chồng thôi không may sinh con như thế thì sẽ cùng với nhau để mà nuôi dạy và làm thế nào để cho con nó phục hồi được tốt nhất. Thế thì chị thấy là thực ra nếu như mà vẫn mang cháu đi khám bình thường này, thế rồi là làm rất nhiều những cái công việc để mà có thể nó phục hồi chức năng tốt nhất, thì chị thấy như thế tức là vợ chồng em đã cố gắng rồi, và cũng phải ghi nhận là anh ấy cũng đã có những cái nỗ lực đúng không? Để cùng với mình. Nhưng có thể do là anh ấy chưa chấp nhận được cái đứa con nó bị như thế em ạ. Nhá. Cho nên là suy nghĩ rồi nhiều lúc khi mà chưa chấp nhận buồn phiền thì cũng có một cái tâm lý đổ lỗi em ạ. Đó. Thế thì mình cũng cần phải có thêm thông tin. Để mà đặc biệt là chồng của em ý, nên đi tư vấn trực tiếp, thì có thể chính các bác sĩ và những người làm tâm lý ấy, người ta sẽ giúp cho chồng em chấp nhận được cái hiện thực là mình rất là mong đẻ ra những đứa con nó khỏe mạnh, nó không làm sao, nhưng mà không may nó bị như thế, thì bây giờ mình nỗ lực để mà phục hồi cho các con, và đôi vợ chồng là cùng nhau cố gắng để mà ít ra thì
cùng thông cảm với nhau thì nó sẽ làm cho cái gánh nặng nó bớt đi em ạ, nhá. Ừ thế nhá, chị chúc là mọi việc nó sẽ suôn sẻ đối với hai em nhá. Vâng, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mùi rồi em. Vâng, xin chào chị nhá. Vâng, em chào. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, tôi đây ạ. Vâng. Xin chào chương trình ạ. Vâng. Báo cáo chương trình là vì năm nay là tôi 50, bà là 45. Cho nên là tôi rất ngại là gọi chương trình. Nhưng mà năm nay cũng đánh bảo là gọi chương trình nhờ chương trình tư vấn cho là vấn đề vợ chồng bây giờ là gần gũi nhau là khi mà quan hệ là bà cứ kêu đau. Vâng. Cho nên là muốn tư vấn xem cái thuốc men cái gì để cho vấn đề như là hai năm nay là bà không muốn gần, nên là muốn hỏi chương trình ấy ạ. Vâng. Tôi rất là ngại, là cứ liều đấy ạ. Vâng, vợ anh năm nay là 45 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Còn anh thì là vâng 50. Vâng. Anh còn đang băn khoăn là cái chuyện quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng là trục trặc từ hai năm nay đúng không? Tức là bà ấy đau ạ. Anh chị lấy nhau là bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi năm nay khoảng 30 năm nay rồi. Thế ạ? Các con lớn hết chưa ạ? Vâng, các cháu xây dựng hết rồi ạ. Tức là đã có cháu nội cháu ngoại rồi ạ? Vâng. Thế à? Hôm nay là liệu của chương trình đấy. Rồi. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Vâng, chào anh ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, thế thì là cả hai vợ chồng vẫn còn đi làm anh nhỉ? Vâng, nói chung là bây giờ chỉ làm nhùng nhằng thôi ạ. Chị còn kinh nguyệt không anh? Dạ hết rồi ạ. Thế coi như vâng là mãn kinh rồi đấy, đúng không? Vâng, vâng. Vâng, thì ở cái tuổi mà phụ nữ mãn kinh ý thì... thì nó như thế đấy ạ. Các cái hoạt động về nội tiết ấy thì nó cũng đã bắt đầu, nó đã giảm rồi chứ không phải là bắt đầu nữa. Nó làm cho cái hứng thú mà có quan hệ ấy, nó cũng kém đi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái việc tiết nhầy ấy, nó kém anh ạ. Một là do tuổi tác, hai là cũng có thể do viêm nhiễm hay gì đó. Thì cái tiết nhầy nó kém. Thì khi quan hệ thì cũng thường đau. Vì vậy là thực ra thì đúng là đến cái tuổi như là anh và chị ấy, thì để mà có một cái quan hệ tình dục mà nó hài hòa và nó sung mãn ấy thì chắc là nếu như mà anh muốn tìm hiểu thêm ấy, vì ở chương trình không có nhiều thời gian để nói với anh thì có những cái sách họ nói khá tỉ mỉ từ yếu tố tâm lý anh ạ đến yếu tố thể chất. Ví dụ như là yếu tố tâm lý thì trước khi mà chung chăn gối thì cái người phụ nữ nhu cầu họ muốn cái gì, họ muốn thì có nghĩa là nam giới đáp ứng như thế nào. Thế rồi là những cái đáp ứng ấy nó làm thế nào để mình biết được rằng là mình đã gây được hứng thú và đưa được vợ đến ở cái trạng thái gọi là kích thích, sẵn sàng để cho cái ham muốn tình dục. Nếu ở cái trạng thái đấy thì các cái cơ ở bộ phận sinh dục ấy nó giãn nở và trong đấy nó có âm đạo nữa, cái việc quan hệ thì nó sẽ đỡ đau. Có một cái giải pháp nữa, nếu mà là do cái thời gian để mà gây hưng phấn nó ít quá cho nên cái người phụ nữ không đủ thời gian để được kích thích, để được tiết nhầy thì cái đấy thuộc về gọi là nghệ thuật của nam giới đấy anh ạ. Thế thì có thể tìm cái sự trợ giúp là ở hiệu thuốc ấy ạ. Họ có bán các cái kem để mà bôi để cho tăng tiết nhầy, hỗ trợ cho những cái trường hợp như thế anh ạ. Thế thì nó có nhiều kỹ thuật lắm, và ở trên đài thì không có thời gian và cũng không thể chia sẻ thật là chi ly. Thì có rất là nhiều tài liệu nó hướng dẫn cái chuyện này, thì anh chịu khó đọc thêm tài liệu anh nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hy vọng là vợ chồng anh sẽ luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em lấy chồng cũng được hơn 25 rồi. Vâng. Như vợ chồng em chung sống với nhau thì chẳng như em cũng vợ chồng thì anh cứ dùng cờ bạc với nát rượu đấy. Vâng. Tàn bạo đánh đập mẹ con em. Trong những thời gian chung sống với nhau như vậy em cảm thấy rất là bức xúc. Vâng. Đến giờ phút này em cảm thấy em không chịu được. Thì em muốn hỏi chương trình là em có nên ly hôn với anh ấy hay không? Đó, con em cũng lớn rồi đấy. Vâng. Như các cháu đứa thứ hai thì em nó cũng muốn em ly hôn với bố nó. Nó cũng không muốn em sống cùng bố nó nữa. Thì em muốn hỏi chương trình là... Vâng ạ, câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé.
Ơ chị chào em. Em chào chị ạ. Chị thấy em cũng vất vả quá nhỉ, đúng không? Thế cái hiện tượng mà chồng cứ cờ bạc nát rượu đánh đập thế thì nó xảy ra lâu chưa em? Thì em lấy anh được năm nay là 24 năm rồi. Nhưng trong thời gian 15 năm sau cùng này thì là anh ấy lại càng bị nát nhiều rượu. Anh nghiện rượu đó. Rồi. Anh nghiện rượu mà ngày nào anh cũng uống, mà cứ uống vào thì lại cứ chửi bới vợ con, không cho mẹ con em ngủ đó. Rồi. Nên chị hỏi một chút này. Sự can thiệp của ở trưởng khu này mới ở bảo vệ xã này cũng vào can thiệp nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không được. Cũng làm lập biên bản rồi nhưng mà anh ấy cũng không thay đổi được. Đã đến cũng một lần ly hôn với anh ấy rồi, nhưng xem thương con em lại về với anh ấy. Thế bây giờ em bảo thì em cố gắng cho các cháu lớn nó ăn học thành đạt đấy. Mặc dù khó khăn thì em cũng cố để mua đất để xây nhà, nhưng trong thời gian em xây thì anh cũng chẳng giúp được em cái gì mà em toàn vay mượn. Nên ngoài thì em mới lại em làm em cóp nhặt để em xây thôi. Rồi. Bây giờ xây xong nhà rồi thì em cảm thấy là mình không thể chịu, không ở được nổi, mình có nhà mà không được ở đấy. Đêm hôm nếu mà anh em mà cứ rượu chè vào thì mẹ con em lại chỉ ngủ lang ấy. Thế hả, thế cũng vất vả quá nhỉ. Và thời gian nó không phải là ngắn nữa, nó là những 15 năm nay rồi, và em cũng đã rất là cố gắng vì là em muốn để cho con nó đỡ khổ, phải không? Nhưng mà nó không tiến triển tốt thì thế này này, nhưng mà có một câu hỏi là điều gì khiến em lại vẫn chưa muốn ly hôn? Bây giờ đứa lớn thì em nó cũng hơn 20 tuổi rồi, cháu học trường đại học công nghiệp, bây giờ cháu ra trường rồi, cháu cũng xin việc được, cháu có việc làm rồi là một này. Cháu thứ hai thì bây giờ nó vẫn đang học trường đại học kiến trúc, năm nay năm thứ ba, còn 2 năm nữa mới ra trường. Còn cháu thứ ba thì bây giờ nó mới học lớp 5, như ba cháu thì vẫn một mình em nuôi. Nhưng lúc ốm đau thì anh cũng không bao giờ đưa đi viện, mà có một mình em đưa con đi viện rồi thôi. Bây giờ em không ở được, em lại phải chuyển ra chỗ khác để em thuê nhà, em bán hàng. Mà nhà em thì em lại không ở được. Rồi. Mà bây giờ em thuê chỗ khác bán hàng, mà mỗi khi về bây giờ họ lại không cho em về. Không, chị hỏi là điều gì khiến em lại không ly hôn, lại đắn đo ấy. Thì em sợ là con cái sau này nó lấy vợ lấy chồng nó ảnh hưởng. Cũng rất nhiều người lo lắng cho cái điều đấy, tức là nghĩ là khi mà con cái mình đến cái tuổi mà xây dựng gia đình ý, mà người ta tìm hiểu mà thấy là bố mẹ mà ở với nhau nó không êm đẹp, thậm chí là ly hôn chẳng hạn, đúng không? Và thì cố gắng là gìn giữ cái gia đình. Thế nhưng mà như thế là đòi hỏi mình sẽ phải cân nhắc đấy, em ạ, nhá. Tức là mình có những cái ước muốn nó khác nhau. Một là mình muốn giữ một cái gia đình, mà thực ra ở đây nó chỉ gọi là gia đình về mặt hình thức thôi, có đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Và thứ hai là mình muốn có được một cái cuộc sống mà nó yên ổn. Khi mà lựa chọn ấy thì mình sẽ chọn một cái gọi là nó đỡ tệ hơn so với cái kia, em ạ. Vâng. Thì nếu như mà em đánh giá và em thấy rằng là cái việc mà em ở hiện nay nó quá khổ rồi và chịu đựng nó quá nhiều năm rồi, thì có thể mình sẽ lại phải nghĩ theo một cái hướng là con mình thì mình cũng đã nuôi dạy rất là tử tế, đúng không? Các cháu đều ăn học và bản thân các cháu đều thương yêu mình, và nó cũng có những cái suy nghĩ nó đúng và nó chín chắn, phải không? Thì sau này chị thấy cũng có rất nhiều những gia đình người ta phải ly hôn nhau do là bất đồng, thậm chí họ chả đánh cãi gì nhau đâu, nhưng mà họ không cùng chung một suy nghĩ nữa thì họ ly hôn. Nhưng mà sau đó thì những cái đứa trẻ đấy nó cũng vẫn có gia đình và bình thường, em ạ. Chứ không có nghĩa là cứ bố mẹ ly hôn thì con cái sẽ khó khăn trong việc xây dựng gia đình. Nó cũng có những cái khó khăn, nhưng không có nghĩa là nó khó khăn đến mức mà nó không xây dựng được gia đình. Cái này là điều có thực, em ạ, nhá. Vâng, thì em thấy ở nhà quê em thì cái này nó rất là ảnh hưởng. Nếu như mà em cảm thấy nếu mà em mà ly hôn với bố nó, em nghĩ là con gái em nó cũng chịu ảnh hưởng theo đấy. Cái thằng lớn thì em thì ý nó là nó lại không muốn em ly hôn với bố nó. Cái việc mà con của em không muốn em ly hôn có thể cũng xuất phát từ một cái nguyện vọng của cháu, là cháu nó cũng không muốn là có một cái lai lịch rồi để sau này nó đi lấy vợ nó có khó khăn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái nguyện vọng mà cháu nó mong muốn. Vậy thì bây giờ nếu như mà em nói là chính là em xây nhà, rồi là đất của em, vậy thì em hãy phải bàn cùng với các con xem là làm như thế nào để mà mình có thể có được một cái nơi ở nó đàng hoàng,
nó không đến nỗi vất vả quá. Và người chồng là người mà không xây dựng gia đình, không đóng góp về mặt kinh tế, thì bản thân anh ý phải có những cái mà ứng xử như nào cho nó hợp lý. Thế còn nếu ví dụ như tất cả những cái điều đó mà đều không làm được, mà em vẫn đặt cái mục tiêu là vì các con, đúng không? Thì hiện tại phải đánh giá cái chỗ mà mình đang ở là nó có chấp nhận được không? Nó có đến nỗi quá khổ ải không? Nếu vẫn ở được và nuôi được con thì có thể sẽ lại phải coi cái việc là không ly hôn là cái lựa chọn ưu tiên hơn em nhé. Chuyện này thì các chị không thể quyết định thay cho em được, mà điều cơ bản nhất là em phải đánh giá được xem là cái gì là cái mà em cần ưu tiên hơn hiện nay. Chị nghĩ là ba đứa con và em có thể nên phải ngồi với nhau trò chuyện một cách cho nó đến nơi đến chốn nhé. Vì các cháu cũng lớn và có thể nói chuyện với nhau một cách rất là đàng hoàng, phân tích để mà đi đến một cái quyết định cho nó đến nơi đến chốn. Thế còn ban nãy chị cũng đã nói rồi, tức là mình sẽ phải đánh giá giữa một bên là mình vì các con với một bên là điều kiện sống của mình hiện nay. Và cái nào là cái mình có thể chấp nhận được. Bởi vì trong cái lựa chọn, khi mà có nhiều những cái nó điều nó không tốt thì người ta chỉ có thể lựa chọn được một phương án đỡ xấu hơn thôi, chứ rất khó có được một phương án hoàn hảo em ạ. Nhớ. Thì trong trường hợp này chị thấy em có ba đứa con và em cũng đã nuôi nấng các cháu, và chị hình dung là em là các cháu nó cũng hiểu em, thì em nên ngồi trò chuyện một lúc với cả ba đứa con nhé, trao đổi một cách thật là tỉ mỉ thế nhé. Cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Câu hỏi của em là như này chị, bây giờ em bảo em lấy được 2-5 năm rồi, đánh em 3-4 năm rồi. Vâng. Em có một đứa trai, nhưng mà về trường thì quyết định là sẽ không lấy con thứ hai nữa, là bỏ đi vậy cho bọn rồi. Nhưng mà vừa em bị yếu nhưng mà không vừa bỏ ấy, em là lấy vòng ra thì em không muốn không có con thứ hai nữa, thì em muốn tính là tính theo vòng kinh, nhưng mà em không hiểu về cái này lắm, thì em hỏi chương trình tư vấn cho là nếu mình không muốn có con mà em tính theo bóng kính như là như thế nào nhỉ? Là không quan hệ trước bóng kinh hay là sau bóng kinh nhỉ? Vâng, tức là bây giờ bạn muốn tư vấn biện pháp tránh thai bằng cách tính vòng kinh đúng không ạ? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 30 ạ. Vợ bạn ý? Vâng, em cũng 30. À, vợ cũng 30. Thế bạn ý đặt vòng được mấy năm rồi? Cũng được 2 năm rồi chị ạ. Thế bạn ấy đặt vòng thì nó làm sao em? Dạ. Yeah. Bạn ấy đặt vòng thì nó làm sao? Nó có những cái biểu hiện khó chịu gì? Nó biểu hiện như là lên lưng hay là gì ốm thì nó đau lưng thường hay đau lưng đấy. Thường hay đau lưng á? Vâng. Chỉ có thế thôi á? Vâng. Thế chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy có tốt không? Có vấn đề gì không? Cũng tốt tuổi cũng đều. Thế à? Chị nghĩ rằng là thực ra thì nhà em có lẽ là cũng nên cân nhắc lại cái vòng. Bởi vì là bạn ấy đặt vòng mà cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy tốt, không bị rong kinh, rong huyết gì, thì cái đấy khá là tốt mà. Vâng. Chỉ ví dụ khi đặt vòng mà bị rong kinh, rong huyết, rồi là viêm nhiễm nhiều, thì lúc đấy mình mới ngại thôi. Chứ còn cái đau lưng thì nhiều người ta chẳng đặt vòng, người ta vẫn đau lưng mà. Đau lưng thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác lắm. Ví dụ nó phụ thuộc vào cái điều kiện lao động, phụ thuộc vào cái tư thế của cái người phụ nữ đấy nhiều mà. Nên cân nhắc cái đó. Thế còn em hiện nay thì thực ra là em đang 30 tuổi. Cái độ tuổi mà cái hoạt động sinh dục nó khá là mạnh. Thế và nếu áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh thì cũng được, nhưng mà đấy là cái phương pháp mà nó nhiều rủi ro nhất, hay nói cách khác là tỷ lệ thất bại ở cái phương pháp này là cao nhất nhé. Phương pháp này chỉ áp dụng được với những cái người có vòng kinh đều đặn và có cái đời sống tình dục ổn định, thì người ta tính rằng là với những cái người mà có cái vòng kinh đều 4 tuần, tức là 28 ngày chẳng hạn, thì cái thời điểm mà không an toàn ý chính là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt.
Em hãy tính ở trên quyển lịch ý, xong em tính cái ngày đầu tiên mà vợ có kinh nó là ngày nào của cái chu kỳ kinh này, cho đến ngày đầu tiên của cái tháng tiếp theo thì người ta gọi đấy là một chu kỳ kinh nguyệt. Và thông thường thì về mặt lý thuyết thì trứng nó sẽ rụng vào giữa của cái chu kỳ đấy. Nhưng mà vì muốn áp dụng cái biện pháp này để không có thai ngoài ý muốn thì thường các chị khuyên là phải áp dụng rộng hơn, tức là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt, thì khi quan hệ tình dục ở thời điểm này mình phải áp dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ. Có thể là phải dùng bao cao su, có thể là xuất tinh ngoài âm đạo. Thế còn ở tuần thứ nhất, tức là sau khi sạch kinh một tuần, hoặc là chuẩn bị hành kinh trước khi hành kinh một tuần thì là tương đối an toàn. Trước kinh một tuần hay là một tuần là sau kinh một tuần là gì? Đúng rồi. Nếu như mà vợ không muốn đặt vòng ấy thì có thể đi tháo vòng ra và mình không áp dụng biện pháp đó. Tuy nhiên vợ em cũng có thể dùng một biện pháp khác, đó là dùng thuốc tránh thai. Vâng. Nhá, dùng thuốc tránh thai hàng ngày cũng được. Vâng vâng. Thì em nhưng cũng mà tên vợ dùng thuốc nhà vợ em cũng uống được thuốc, em buồn nôn mà thì à thế à, đã thử rồi à? Đã thử rồi nhưng không được đúng không? Vâng. Chắc là vợ cũng không được khỏe lắm hả? Vâng vâng. Đấy, nhiều khi bạn ấy không khỏe thì bạn ấy hay có những cái cảm giác nó như vậy. Còn nếu như mà em áp dụng biện pháp bằng phương pháp tính vòng kinh thì phải kết hợp với xuất tinh ngoài âm đạo và đặc biệt là dùng bao cao su. Nên chia sẻ những cái khó khăn này với vợ. Vợ là một người có cái sức khỏe nó cũng không được tốt lắm. Thứ hai nữa là rất nhạy cảm với các cái phương pháp đặt áp dụng biện pháp tránh thai khác. Ví dụ như là uống thuốc thì buồn nôn, đặt vòng thì lại bị đau lưng. Thứ hai nó hỏi là nếu mà trước một tuần hay sau một tuần thì biện pháp có hữu dụng không? Biện pháp này là tỷ lệ rủi ro cao nhất. Hay nói cách khác là dùng biện pháp tránh thai bằng phương pháp tính vòng kinh là cái phương pháp mà có tỷ lệ thất bại cao nhất, tức là khả năng có thai ngoài ý muốn cao nhất. Vâng, vâng, vâng. Nhá. Nếu cần em có thể đến trạm y tế cũng được, các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho em kỹ hơn về các cái biện pháp tránh thai cho nó phù hợp với nhà em. Chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Câu hỏi của thính giả gọi điện đến từ Sơn La cũng đã kết thúc chương trình phát thanh trực tiếp của Sở Tình Yêu ngày hôm nay. Tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em, chồng của em năm nay 23 tuổi, nó không tiếp xúc nhiều với mọi người, giống như kiểu bị trầm cảm ấy, mà lấy chồng hơn một năm rồi mà chưa có con ạ. Và bây giờ thì bạn muốn là chương trình sẽ cho bạn lời khuyên để có thể là có những chia sẻ với em chồng của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Dạ vâng. Alo ạ, dạ em chào chị ạ. Chị chào em. Dạ trước em hỏi là em chồng của em năm nay 23 tuổi đấy chị. Nó không muốn nói chuyện với ai, nói bảo là đau đầu với nó nhiều, nó không muốn nói chuyện gì cả. Em ơi, nhưng mà cái việc này thì nó đã diễn ra lâu chưa em? Ngày thì nó còn đi học thì ở nhà với bố mẹ thì bố em cấm không cho tiếp xúc với bạn bè mấy đó. Rồi với chồng thì nó cũng chả muốn tiếp xúc với ai nữa. Tức là hiện nay là em chồng của em cũng vẫn lập gia đình như gì đúng không? Dạ vâng. Như thế chứng tỏ là có tiếp xúc. Bởi vì là có tiếp xúc thì cũng mới thiết lập được một cái mối quan hệ với cái người yêu rồi cái người chồng bây giờ đúng không? Thế nhưng mà có thể là cái mức độ tiếp xúc thì nó không được nhiều như là những cái người khác thôi. Chị hỏi một chút là thế cái mối quan hệ vợ chồng của cô như thế nào, quan hệ giữa cô với gia đình nhà chồng như nào, họ có phàn nàn gì không? Có, nên bà phàn nàn nhiều lắm chị ạ. À thế hả, tức là bà mẹ chồng thì phàn nàn. Ở trước mắt ý, thì những cái dấu hiệu mà để nói là có thể có một cái vấn đề gì đó về tâm lý không thì nó cũng chưa biểu hiện rõ rệt, bởi vì chỉ là ít nói thôi, không thích động chạm vào người thì có những người là như vậy em ạ, nhá. Vì người ta không thích người khác động chạm vào người đâu. Tuy nhiên thì cũng vẫn lớn lên bình thường này, rồi sau đó là
có những cái mối quan hệ nó ở ít hơn một chút này, sau đó có lập gia đình này, và hiện nay thì về phía người chồng chưa có những tín hiệu gì thể hiện là một cái sự không hài lòng về về mối quan hệ vợ chồng này cả, đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề với bà mẹ chồng than thở. Thế thì ở đây em cũng sẽ thấy là một người phụ nữ khi mới bước chân về gia đình nhà chồng, đúng không? Nó sẽ có những cái mà phải hòa nhập, và điều đấy cũng không dễ dàng. Thế còn em chồng em thì lại hơi ít nói một chút, khó tiếp xúc một chút, nên chắc là cái hòa nhập còn khó hơn. Vì thế thì có thể em sẽ trò chuyện thêm với bà mẹ chồng để bà cũng thông cảm với em chồng của mình nhá. Rồi em cũng trò chuyện thêm với em của mình để xem là cái điều gì khiến cho cô đấy khó khăn khi bước chân về gia đình nhà chồng, có cần một cái sự trợ giúp gì từ phía người chồng hay không nhá. Đấy là một ý. Thế và ở đây thì nó lại có một vấn đề, đó là 2 năm và chưa có em bé, thì cái này lại là cái mà cũng cần lưu ý em chồng để xem có cần hai vợ chồng đi khám không, để xem vấn đề đó là như thế nào nhá. Thế chị cũng thấy là em là người chị chồng mà có một ý mong muốn rất là tốt đối với em chồng của mình, đã giúp đỡ cô ấy, thì đấy là một điều rất là tốt đấy ạ. Chứng tỏ tình chị em như thế là rất là quý hóa. Thì mình sẽ cố gắng làm sao lắng nghe cô ấy hơn để biết được là tâm tư của cô ấy như thế nào. Trên cơ sở đấy có thể giúp cô ấy hơn nhá. Giờ chị chào em. Vâng, chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã quay điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi ạ. Vâng, em có một cô bạn gái cũ, lâu không gặp, bây giờ cô ấy chồng bỏ rồi, cô ấy đi theo em mấy ngày rồi. Vâng. Em không biết làm thế nào, chị sợ hạnh phúc gia đình đổ vỡ chị ạ. Vấn đề của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em ơi, hai người gặp lại nhau như thế nào mà cô lại cứ đi theo mình? Gặp nhau trên Facebook ạ. Thì từ chỗ là mình trò chuyện ở trên Facebook, sau đó thì lại có một cái hẹn ở bên ngoài à? Vâng ạ. Nó khổ cái là đi hẹn nên lại còn đi qua đêm. Rồi, nhưng mà em chủ động hẹn hay là cô đấy? Cô ấy ạ. Thế và mình cũng nhận lời. Gặp từ ngày học cấp 3. Đôi khi thì nó là cái tình cảm cũ mà, thì vào một cái lúc nào đó thì nó lại có thể là nó sống dậy, rồi là đem lại cho mình những cái cảm xúc nó cũng dễ chịu, thoải mái, nhớ lại cái thời xưa vân vân, đúng không? Thế nhưng bây giờ thì em muốn dừng lại, đúng không? Vâng ạ, em cần ra để vợ em được biết. Cái việc mà vợ biết hay không biết thì cái này em phải nghĩ đến một cái nó sâu xa hơn, là nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không. Và rất nhiều người, người ta nói là không sợ ai mà sợ chính bản thân mình ấy nhá. Cái việc mà mình không vững vàng trước những cái cám dỗ, trước những cái mời gọi mà nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ấy em ạ. Mỗi một người sẽ có những giải pháp riêng, nó tương ứng với chính mình và với bạn gái của mình nhá. Có rất nhiều cách, ví dụ như là mình nói một cách rất thẳng thắn với bạn gái. Những trường hợp thì mình nói gần nói xa thôi. Và điều quan trọng là khi mà người ta mời thì mình không đi nữa. Có đúng không? Đấy là những cái việc. Rất là cô ấy lên nhà chị ạ. Cô ấy lên nhà để cô ấy nói với vợ em là đã hai người đã đi gì? Vâng. Cũng có thể. Cô ấy sẽ nói với cô ấy, bảo nếu không đến nữa là cô ấy sẽ rồi. Tức là có những trường hợp người ta rất mong muốn đạt được cái mục đích của mình, thì người ta sẽ phải tìm đủ mọi cách để làm sao cho cái người trong cuộc ấy phải nghe lời người ta. Nhưng bây giờ thì em sẽ đánh giá đi xem là giữa cái việc mà em cứ đi nhiều lần, đúng không? Vâng. Và rồi cuối cùng thì quả cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng bị lòi ra, rồi vợ em vẫn biết, đúng không? Thôi. Kể cả bạn mà lên bạn nói thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi tin rằng vợ tôi, chỉ một lần chót dại của tôi thì vợ tôi sẽ tha thứ. Mình phải đánh giá được cái tình huống như thế, đúng không? Tức là mình phải kiên quyết. Thì có thể cô sẽ nghĩ lại và cô cũng sẽ không lựa chọn cái giải pháp ấy đâu. Bởi vì cái giải pháp ấy đôi khi nó không phải là hay cho chính cô ấy mà nhá. Chị mong em hãy vững tâm để làm sao mà gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Alo. Alo, chị ơi, cho em muốn gặp bác sĩ một chút ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi và sẽ có những cái tư vấn cho bạn. Xin mời chị. Vâng, tôi chào bạn.
các bác sĩ. Vâng. Cháu với người yêu của cháu là hai đứa cháu yêu nhau được 3 năm rồi. Cháu cho người yêu cháu đi khám sức khỏe, là đi khám ở bệnh viện nhiệt đới trung ương ấy, thì có kết luận là bị viêm chính với viêm gan B ạ. Ừ. Cháu muốn làm cái biện pháp như thế nào để can thiệp cho sau này mà em bé nó không bị truyền từ mẹ sang con ấy ạ. Đúng rồi, đang rất là lo đúng không? Thế bạn gái của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn gái của cháu hôm nay là 21 tuổi ạ. À, thế bạn bao nhiêu tuổi? Cháu hôm nay là 26 tuổi ạ. À, thế hai bạn làm nghề gì vậy? Cháu thì từ trước thì cháu học y ạ. À, rồi. Ừ. Tại vì tôi thấy bạn ở Hòa Bình mà bạn rất là quan tâm tới các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe tiền hôn nhân như thế rất là tốt. Đúng là bạn học y, đâm ra là bạn cũng có kiến thức đúng không? Ừ. Tôi nghĩ là bạn học y thì bạn cũng rất là có thể nắm được những cái thông tin liên quan tới bệnh viêm gan B. Thứ nhất là hiện nay thì bạn gái mới chỉ là xét nghiệm HBsAg dương tính thôi đúng không? Thì chỉ thể hiện là bạn ấy đã từng bị nhiễm virus viêm gan B. Thế nhưng mà em cũng rất cẩn thận, đã mang bạn gái xuống Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới đúng không? Ở đấy thì chắc là sẽ làm một số các cái xét nghiệm chuyên khoa sâu hơn và chẩn đoán là nó virus nó đang ở thể lành tính, ở thể nằm yên. Thế thì thứ nhất là về phía em thì em có xét nghiệm của em không? Em thì ngày trước thì em cũng tôi chuyển bên Mỹ người ta cũng xét nghiệm kỹ rồi, là làm kiểm tra kỹ hết rồi ạ. Em là âm tính à? HBsAg âm tính à? Rồi thì cháu cũng đi hiến máu ở chỗ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ấy ạ. Người cháu hiến máu ạ. Về phía em ý, thì nếu mà em làm xét nghiệm rồi và âm tính với cả viêm gan B thì rất là tốt. Nhưng em cũng rất biết là cái virus viêm gan B nó sẽ lây từ người lành, từ người bệnh sang người lành là qua một trong những con đường, đó là quan hệ tình dục đúng không? Tức là nó lây qua đường máu, đường quan hệ tình dục và đường từ mẹ sang con. Đấy, thế thì bây giờ đối với về phía nó có hai phần, một phần là về phía em thì em phải đi tiêm vaccine phòng viêm gan B đi nhá. Nếu kiểm tra lại, tôi nhớ là tầm tuổi như em ấy, tức là em sẽ sinh vào khoảng năm 91 gì đó, 90-91 thì lúc đó đã có chương trình tiêm chủng mở rộng rồi, thì không biết là bố mẹ đã tiêm cho chưa. Thế nếu như mà hỏi lại các cụ xem là có tiêm vaccine cho mình chưa, còn nếu không thì em sẽ đi tiêm vaccine phòng viêm gan B nhá. Theo cái lịch của nó, em có thể đến chỗ trung tâm y tế dự phòng của tỉnh ấy. Đấy, hoặc là ở các cái điểm mà tiêm vaccine dịch vụ thì người ta sẽ triển khai tiêm cái vaccine này, thì em sẽ tiêm luôn nhá. Đấy là tôi mở ngoặc ở trong cái trường hợp là em chưa có quan hệ tình dục với bạn gái. Đấy, thì em tiêm thì nó sẽ bảo vệ cho em là tốt. Thứ hai là đối với về phía bạn gái cũng không nên là quá lo lắng, bởi vì hiện nay không phải uống thuốc gì. Chủ yếu là bạn ấy sống bình thường với virus viêm gan B, nhưng cũng phải tìm hiểu thêm về cái chế độ dinh dưỡng, chế độ làm việc, chế độ luyện tập. Mục đích cuối cùng là không làm tăng gánh nặng cho gan. Hay nói cách khác là nó không làm yếu cái sức khỏe của mình đi, bởi vì khi mà sức khỏe của mình nó suy giảm, sức đề kháng của mình nó giảm, thì có thể là virus viêm gan B nó lại trở lại trong trạng thái hoạt động. Em hình dung là vì bây giờ nó đang nghỉ mà, thì lúc đó nó có thể nó sẽ gây bệnh lý cho gan. Nhưng mà rất nhiều người là có cái HBsAg dương tính nhưng mà hoàn toàn bình thường và người ta chẳng có cái biểu hiện lâm sàng gì cả, nên mình không ngại nhá. Đối với bạn ấy thì khi các em vẫn quan hệ tình dục để các em có con bình thường, không có vấn đề gì. Khi bạn ấy sinh ý, thì phải lưu ý là phải sinh ở bệnh viện, tức là từ tuyến tỉnh trở lên. Đấy, thế sau đó thì khi mà đi quản lý thai nghén thì thông báo với bác sĩ là tôi có HBsAg dương tính. Cái lúc mà mình đi đăng ký quản lý thai ấy, thì bác sĩ người ta sẽ có những cái biện pháp người ta theo dõi, ngoài cái sự theo dõi phát triển của thai nhi, theo dõi sức khỏe chung của bạn ấy, thì có thể người ta sẽ theo dõi cả cái chức năng gan cho bạn ấy. Bởi vì khi mà có thai thì thường là các cái cơ quan trong cơ thể nó phải hoạt động nhiều lên so với bình thường nhá. Thế và quan trọng là lúc sinh thì sẽ chuẩn bị sẵn sàng một cái liều huyết thanh kháng viêm gan B. Thế và sau đó thì con sẽ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bình thường, thì con sẽ có kháng thể và lúc đó thì sẽ an toàn cho con nhé. Không ngại quá đâu. Thế nhé, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.
Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Vâng, em chào chị. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em chưa có người yêu rồi nhưng mà không biết làm sao mà em cứ để đến con trai nhiều hơn là con gái. Thì không biết đó có phải là người đồng tính hay không nữa. Và lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến con trai thôi. Vâng. Vấn đề băn khoăn của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, 22 chị ơi. À, em 22 tuổi. Ừ. Dạ. Thế vậy em nói là em cũng đã có người yêu rồi. Dạ vâng. Ừ. Người yêu của em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi chị ạ. À, 20 tuổi. Các em dạ, cùng học với nhau à? Hay là cùng đi dạ, làm? Vâng. Ừ. Dạ, học cùng nhau chị ạ. Ừ, học cùng nhau. Ờ, khi đấy thì cái tình yêu nó đến như thế nào? Dạ, cũng đến tự nhiên thôi, nhưng mà yêu nhau được 2 năm thì không biết làm sao mà em cứ nghĩ đến con trai, thấy người nào đẹp trai thì em cứ nghĩ tới và cảm giác cứ yêu yêu á. Tức là mình cảm thấy yêu yêu này, rồi mình thấy người nào đẹp trai. Đẹp trai theo cái kiểu như thế nào? To cao, đẹp trai và thấy dễ thương. Ờ, rồi đấy rồi, to cao, đẹp trai, dễ thương. Và mình có một cái cảm giác là mình thấy rất là muốn gần gũi với người ta ấy nhỉ? Yêu yêu. Thế sau đó thì là em chia tay à? Thế đây 2 năm thì em có chia tay rồi. Ừ. Bởi vì cũng chuyện đấy luôn á. Tức là chuyện ấy là như thế nào? Em thể nói rõ hơn được không? Có một lần chỗ đám đông á thì em thấy một người con trai thì em lại gần và sờ sảm rồi là... À, tức là có cái động chạm đúng không? Ừ. Thấy như vậy cho nên là nghĩ em là người đồng tính nên chia tay luôn chị ạ. Ừ. Thế hiện tại bây giờ thì em có một cái dung cảm gì trước các cái cô gái khác không? Cũng không chị ơi, chỉ nghĩ đến con trai thôi. À, chỉ hoàn toàn nghĩ đến con trai thôi. Về các cái cơ quan sinh dục ở trong người em thì như thế nào? Cơ quan sinh dục của em thì cũng... Cậu nhỏ cũng có, và em cũng đã quan hệ rất là nhiều lần với bạn gái rồi. À, tức là các cái chức năng sinh lý của nó thì là bình thường. Vâng. Ừ, và em cũng quan hệ với bạn gái bình thường. Và khi quan hệ thì cũng thấy thỏa mãn cả hai chứ, đúng không? Dạ vâng. Trong thực tế thì nó cũng có những cái trường hợp, tức là có một cái khuynh hướng về mặt giới tính, về mặt tình cảm ấy, theo cái hướng mà nó không giống những cái người bình thường khác, đó là cái tình yêu nó khác giới, mà có thể là có một cái tình cảm với cái người cùng giới. Thế nhưng mà lại có một cái về mặt khuynh hướng tình dục đấy, thì lại vẫn có thể là có cái quan hệ tình dục với cái người khác giới, như những cái người bình thường khác. Người ta gọi là những cái người tình dục nó lưỡng giới đấy. Và cũng có thể lại với người đấy thì lại có mong muốn là quan hệ cả với cái người mà cùng giới với mình nữa. Thì trong trường hợp này thì em vẫn còn đương băn khoăn đúng không? Dạ vâng. Phải nhìn nhận một cách nó rất là thận trọng, có những cái cân nhắc rất kỹ, xem xét xem thật sự mình là ai đó. Chị thấy là em đã từng yêu một cô gái đúng không? Rồi cũng có cái quan hệ tình dục và cũng đem lại một cái sự thỏa mãn cho cả hai người. Vậy thì em hãy xem là liệu cái điều đấy nó có đem lại hạnh phúc cho em. Tất nhiên bây giờ thì em chia tay với người bạn gái kia rồi nhé, đúng không? Nhưng nếu như sau này mình yêu một cô gái khác mà tất cả những cái điều ấy nó cũng cứ diễn ra bình thường, mình tìm thấy những cái nét hay, nét đẹp ở cái người con gái mình yêu, rồi cùng nhau xây dựng gia đình, có con cái, thì mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ hay không? Đấy, cái đấy đấy là một cái điều rất là quan trọng. Còn nếu như mình cảm thấy rằng là gần gũi được họ một cách rất bình thường như thế, nhưng mà tâm tư của mình đấy, mình lại không thể hướng đến họ được, mình lại hướng đến những người khác, thì mình lại phải tự xem xét bản thân xem là mình có liệu có một cái vấn đề gì với những người phụ nữ hay không. Bởi vì là trong những cái nguyên nhân mà người ta xem xét về vấn đề đồng tính luyến ái hay là tình dục đồng giới ấy, người ta nói đến nhiều các căn nguyên nó khác nhau. Chị nghĩ là trong khuôn khổ của một cái trao đổi ở trên đài như này nó rất là ngắn, em nên đi đến các cái trung tâm mà tâm lý để mà thăm khám một cách nó rất là trực tiếp ý. Ví dụ như em có thể đầu tiên là đến các cái bệnh viện về nam học để xem xét những cái vấn đề về giải phẫu sinh lý, rồi về các vấn đề về hormone, rồi em đến các cái trung tâm tư vấn về tâm lý
để em có thể là được các cái chuyên gia tư vấn một cách nó rất là trực tiếp, là để mình có thể nhận biết được về mình một cách rõ ràng, và khi đó thì mình sẽ chọn mình là ai một cách rất là tự tin và không còn băn khoăn nữa. Bởi vì là nếu như khi mình chọn mình là ai mà mình vẫn còn không yên tâm, mình vẫn còn lo lắng ấy, thì chính cái điều đấy lại tạo ra một cái nhìn nó không tốt từ phía xã hội đối với mình không tự tin được em ạ. Rồi em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình ạ. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Đắk Lắk. Alo. Alo. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì ạ? Chương trình chào bác sĩ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi của anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Bác sĩ cho em hỏi nè, thằng con em nó năm nay nó 5 tuổi rồi, mà nó bị hẹp bao quy đầu á. Giờ mà nó lâu ra rồi, nhưng mà sau này nó có ảnh hưởng gì đến sinh lý với sức khỏe không ạ? Rồi. Dạ, câu hỏi thứ hai thì vợ chồng sinh hoạt ấy, mà trước kia thì khi mà sinh hoạt ấy, thì nó ít là nước, bây giờ là nước nhiều lắm mà không biết nó ảnh hưởng gì sức khỏe gì. Thứ nhất là về vấn đề con trai của bạn ấy. Thì cháu nó là 5 tuổi rồi đúng không? Và nó bị hẹp bao quy đầu, bạn cũng đã xử lý cho nó rồi. Thế hiện nay là nó lộn được hẳn ra ngoài rồi đúng không? Dạ, lộn nó rồi mà bây giờ nó hay đái dầm, nó đái 2-3 lần. Thứ nhất là về cái vấn đề hẹp bao quy đầu ấy, thì đã lộn được ra rồi là mình phải rất chú ý. Khi mình tắm cho con, mình vệ sinh cơ quan sinh dục cho con thì mình phải lộn nó ra thường xuyên. Để làm gì? Để cho nó không bị hẹp lại. Có những cái trường hợp mà thậm chí kể cả mổ cắt rồi ấy, mà mình chăm sóc không tốt, mình không để cho nó làm được tự nhiên thì có thể nó cũng có cái trường hợp nó bị hẹp lại đấy. Thế cho nên là từ bây giờ là phải chăm sóc cho con rất là kỹ cho đến tận khi mà con tự tắm. Thậm chí là khi con đã tự tắm rồi, mình cũng phải hướng dẫn cho con để con tự lộn ra và con vệ sinh được cơ quan sinh dục nó vừa sạch. Thế và nếu như đã can thiệp để cho mà nó hết được cái trường hợp hẹp bao quy đầu thì sau này con bạn hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng cả, nhá. Dạ, nhưng cái gì là không ảnh hưởng sinh lý sau này vậy? Không ảnh hưởng gì, vấn đề sinh lý nó lại không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái chỗ hẹp bao quy đầu. Hẹp bao quy đầu thì cái biến chứng mà nó hay gặp nhất chính là nó ứ đọng các cái dịch ở cái nước tiểu ở đấy mà nó không được giải thoát hết thì nó sẽ gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn cái việc mà liên quan tới sinh lý ấy, thì nó lại phụ thuộc vào cả yếu tố bên ngoài và cả yếu tố bên trong. Đấy, nó phụ thuộc nhiều, ví dụ vào tinh hoàn này, vào nội tiết này, rồi vào hoạt động của các cái cơ quan liên quan tới hệ sinh dục, chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện hẹp bao quy đầu nhá. Thế cho nên là mình có thể yên tâm, trước mắt cứ hỗ trợ cho con như vậy và hướng dẫn cho con các cái biện pháp. Và sao nó đái dầm nhiều ấy, bác sĩ? Nó đái dầm mình, nó đái 2-3 lần. Nó đái dầm thì mình lại phải xem lại, nó có thể là do cái mùa này nó ít ra mồ hôi ấy, bởi vì nó là mùa nó hơi lạnh lạnh rồi. Thế vào buổi tối thì bạn đừng cho con uống nhiều nước nữa nhá. Không, nó đái quanh năm vậy bác sĩ ạ. À, nếu như mà nó thường xuyên bị cái tình trạng đấy kéo dài rồi thì bạn lại phải cho con đi khám, bởi vì nó có thể nó là cái bệnh lý mà nó gây ra cái hiện tượng đái dầm như thế. Phải đưa con đến những cái bệnh viện chuyên về khoa nhi. Nó nguyên nhân có thể đến từ cơ quan của hệ tiết niệu, nó có thể đến từ cơ quan của hệ sinh dục. Thế cho nên là tốt nhất là phải mang con đi để các bác ý kiểm tra cho con xem là nó là ở đâu đã thì mới xử lý được cho con nhá. Thế còn quay trở lại câu hỏi thứ hai của bạn là về cái câu chuyện của vợ bạn đúng không? Dạ. Ừ, vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Dạ, 33. 33 hả? Các bạn có mấy cháu vậy ạ? Dạ, 2 cháu ạ. Cháu 5 tuổi này là cháu lớn hay cháu bé ạ? Cháu lớn ạ. À, cháu lớn. Vâng, thế thì cháu nhỏ thì mấy tuổi vậy ạ? Nó nhỏ mới được 15 tháng ạ. À, mới được có 15 tháng à? Bạn lo lắng cái gì về vấn đề của vợ vậy? Vợ thì bị viêm đường tiết niệu quá. À, đã từng bị viêm đường tiết niệu. Dạ, rồi. Dạ. Đã chữa trị rồi thì lúc nó được sinh hoạt thì nó bình thường à. Vâng. Sau khi mà chữa khỏi rồi á là sinh hoạt nó ra nhiều nước lắm. Không biết là nó nguyên nhân là tại sao, có ảnh hưởng khúc sức khỏe mà sinh lý gì không? Ừ, thế ngoài cái lúc mà không quan hệ vợ chồng thì nó có ra nước gì không? Không, là bình thường. À, thế à? Thế chỉ có lúc quan hệ nó mới ra nước thôi à? Dạ, dạ. Nước ấy là nước của mình mà. Không, vợ. Nước ấy là nước của bạn ấy. Bạn vừa nói với tôi là chỉ khi nào bạn quan hệ tình dục thì vợ bạn mới ra nước thôi mà. Không, nước mới dạo đầu ạ. Bây giờ nó không ra nước thì bạn lấy cái gì để quan hệ? Không, kia nó la bình thường như lúc trước thì nó ít, nhưng bây giờ nó la nhiều, nó la như kiểu bị đái vậy. Nó có cái trường hợp như thế này. Một là trường hợp sinh lý bình thường, hai là trường hợp bệnh lý, đúng không? Thế thì
một người như vợ bạn ấy, mà khi mà ở bạn kích thích được cho cô ấy để có thể nó tiết được ra cái dịch sinh dục đến mức độ như vậy, thì cái chất lượng quan hệ tình dục của các bạn như thế là làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Và không có cản trở gì tới cái hành vi quan hệ tình dục, bạn không phải lo lắng gì cả. Còn ví dụ không, bạn không kích thích, bạn không làm gì mà cô ấy vẫn ra nước nhiều như vậy, thì nhiều khả năng có thể cô ấy là viêm nhiễm cơ quan sinh dục gì đó nhé. Còn trong trường hợp như của bạn bây giờ, có thể cuộc sống nó ổn định hơn, con cái thì cũng đã đầy đủ rồi, không phải lo lắng gì các cái biện pháp này nọ, ví dụ như thế. Bây giờ cô ấy cảm thấy là cô ấy bắt đầu biết được hưởng thụ chất lượng của cuộc sống chẳng hạn. Nó có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động tới người phụ nữ. Và khi mà các bạn quan hệ tình dục thì thường các bạn phải trải qua 4 giai đoạn mà bạn rất là biết rồi, đúng không? Đầu tiên là giai đoạn kích thích này, sau đó thì giai đoạn hưng phấn này, rồi đến các cái giai đoạn để bạn quan hệ tình dục, và cuối cùng là giai đoạn kết thúc. Thì ở tất cả các cái giai đoạn đấy mà bạn, vợ bạn hợp tác được với bạn, nó thể hiện ngay là cái cơ thể cô ấy đáp ứng với những cái kích thích của bạn. Thì khi mà cô ấy đáp ứng thì nó biểu hiện bằng cái dịch sinh dục nó ra nhiều như thế, mình không có ngại gì cả. Thế còn khi mà nó bình thường nó cũng ra như thế, hoặc là dịch bất thường có màu xanh, màu vàng, hoặc là cô ấy có những cái biểu hiện khác như là ngứa, đau, rát đấy, rồi tiểu buốt, tiểu sắt, vân vân, thì lúc đó thì mình cần phải đi khám và kiểm tra xem là cơ quan sinh dục có vấn đề gì không nhé. Còn hiện nay như thế thì không có gì phải ngại mà. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nha. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải.